Hot thế này, làm gì phải đợi, tải chơi ngay. Rồi, bạn quay rap rồi, ok. Vâng, và Thanh Điền xin được chào đón tất cả các bạn. Trước tiên thì chúng ta khi tham gia vào chương trình chính thì Thanh Điền cũng sẽ có những trò chơi giúp cho tất cả các bạn chúng ta sẽ được nhận quà trong khán phòng này nhé. Và đầu tiên thì Thanh Điền xin được mời 10 bạn chúng ta sẽ cùng tham gia trò chơi với Điền trên sân khấu. 10 bạn. Wow, đông quá. Wow, 10 bạn. Ok, ok, Điền sẽ mời trước nha. Mắt kiến 1. Áo đỏ 2. Áo kẻ sọc 3. Ok, ưu tiên với bên tay phải trước luôn ạ. Mắt kiến 4. Áo vàng 5. Rồi, vâng, yên tâm, khu vực phía bên đây ạ. 6, bạn đứng ở giữa. 8. Đủ chưa ạ? 2, 4, 5, 6, 7. Hiểu 3 bạn nữa. 8. Hiểu 2 bạn nữa. Khu vực lần xa nhá. Áo xanh xin mời, áo xanh. Hoàn toàn chính xác rồi, nhanh chóng lên sân khấu cho mình Điền. 2, 4, 6, 8, 9. Một bạn cuối cùng. Hôm nay là đủ rồi, hồi nãy Điền có mời bạn áo màu vàng. Yên tâm, sẽ còn trò chơi nữa dành tặng cho tất cả các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ chia làm hai đội nhé, mỗi đội 5 người, bắt cặp giùm Điền đi ạ, 5 người. Rồi, rồi, chia ra giữa luôn, Điền sẽ đứng ở giữa nhé. Rồi, trò chơi của Điền rất là đơn giản là xem ai có hơi dài nhất. À, không có thổi bong bóng ở đây, Điền không có chuẩn bị bong bóng trước. Bằng cách là các bạn đang tham gia game gì ạ? Game gì ạ? Ba quy đúng không ạ? Điền sẽ nhờ 10 bạn trên đây nói chữ ba quy. Ba quy. Ai mà dài hơi nhất, đội nào dài hơi nhất, đội đó sẽ chiến thắng, được chưa? Các bạn ơi, một tràng vỗ tay thật là lớn cổ vũ cho 10 người chơi của chúng tôi đi nào. Vâng, xin được cảm ơn. Và bây giờ đội bên đây thì trước nha. À, còn thôi, rồi bây giờ quánh tôi xì đi, quánh tôi xì đi cho nó công bằng. Ủa chơi ăn gian. Rồi bên kia thua, ăn gian mà thua. Rồi bây giờ chuẩn bị bắt đầu. Mấy bạn ơi, mấy bạn nhớ làm trọng tài với chùm Điền được không ạ? Được không ạ? Rồi và bây giờ xin mời em đầu tiên. Ba Quy. Wow, dứt chữ quy cái té xỉu luôn. Tiếp theo. Ba Quy. Ngắn hơn đúng không ạ? Rồi tiếp theo. Ba Quy. Stop. Mấy bạn có nghe được chữ quy không? Điền nghe vậy nè. À, tiếng bạn hàng hả? Thôi làm lại. Ở đây một lần thôi. Ok, tiếp theo. Ba Quy. Trời ơi, ba quy mà có trong giọng nữa. Tiếp theo.
Ba Quy. Rồi, các bạn hãy nhớ dùng điền nha. Ai có hơi dài nhất nha, đội bên đây đã xong rồi, với đội bên đây. Hít thở đi ạ. Khởi động trước, hít vào, hít vào, hít vào, hít vào, hít vào. Người ta chưa kêu thở mà thở cái gì. Rồi, ok, tiếp tục nào. Ba Quy. Ráng một chút xíu là được rồi. À, mấy bạn ơi, ở đây là hàng dễ vỡ lắm. Mấy bạn lên một bước giùm điền đi ạ. Ba Quy. Sao vậy, hơi còn được mà, Điền nghĩ là bạn còn được. Tiếp tục. Ba Quy. Trời ơi, cái này có lẽ có ngơ nhờ mới Rồi, tiếp theo. Ba Quy. Hơi yếu hơi chút xíu. Tiếp theo, cố gắng người cuối cùng nha. Ba Quy. Rồi, vậy theo các bạn, ai đội nào sẽ thắng cuộc à? Bên trái hay bên phải hả? Bên trái hay bên phải? Rồi, thôi thôi, để Điền hỏi nha. Ở giữa chọn ở đâu? Trái phải? Điền thấy là có một số bạn chỉ cả hai bên. Là sao ạ? Chỉ được một đội thắng thôi. Trái hay phải? Rồi, theo nhận định số đông là bên trái đúng không ạ? Rồi, bây giờ hỏi bên cánh gà bên tay trái. Bên trái bên phải hả? Trái hay phải? Trái luôn đúng không ạ? Rồi, tiếp theo giờ bên tay phải nè. Theo cánh gà bên tay phải thì đội bên trái hay đội bên phải chiến thắng hả? Trái hay phải? Trái lớn hơn đúng không ạ? Vâng, và Thanh Điền xin được chúc mừng cho đội chiến thắng cho buổi ngày hôm nay. Mỗi bạn chúng ta sẽ được nhận về cho mình đó là 5 củ hành ngựa. Còn riêng đội thua cuộc vẫn được quà đó là 5 quyển tập. Được chưa ạ? Rồi, Vân xin mời những phần quà chúng ta sẽ cùng trao tặng cho tất cả các bạn trên sân khấu. Các bạn ơi, hãy sẵn sàng chuẩn bị trò chơi tiếp theo. Thú vị hơn rất là nhiều. Wow. Xin được chúc mừng và cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với thêm một trò chơi nữa trước khi chúng ta bước vào buổi tiệc chính cho buổi tối ngày hôm nay nha. Ai ạ? Điền cũng cần 10 người nữa. Ok, chắc là Điền xuống nha. Ở đây đèn chói quá, Điền không thấy rõ. Rồi, xin mời chiếc dép đầu tiên. Một. Tiếp theo, xin mời bạn. Hai người. Xin mời chiếc điện thoại. Ba người. Bốn người. Năm người. Ok, Điền sẽ qua khu vực phía bên đây nhé.
5 người cùng vào phía bên đây đâu hả? Áo đen 1, áo xanh 2. Rồi, thêm 5 người nữa nhé, là 15 người tổng cộng. 3, tiếp theo. Rồi mấy bạn ơi, lên sân khấu dùm Điền để điểm kiểm tra là quân số coi đủ chưa ạ? Nhanh chóng bước lên sân khấu dùm Điền đi ạ, nhanh lên nào. 2, 4, 5 rồi, 6 người, 7 người. Còn ai nữa không ạ? Ủa, như là Điền đâu có mời bạn đúng không? 2, 4, 6, 8, 10. Mời thêm 5 bạn nữa. Ok rồi, ok chấp nhận bạn luôn. 1, còn 4 người nữa. Wow, wow, wow. 2, tiếp tục. Ba. Bốn chai Pepsi. Ok, ai cho team C1? Rồi, nhanh chóng lên dùm đi để chúng ta cùng bắt đầu bữa tiệc chính vào buổi chiều ngày hôm nay nữa nào. Những bạn mà Điền đã mời hãy vui lòng với dùm Điền, chúng ta nhanh chóng lên sân khấu ạ. Sáu, tám, mười, mười hai, mười bốn, mười lăm, đủ rồi đúng không ạ? Rồi bây giờ chúng ta sẽ chia làm 3 đội dùm Điền, mỗi đội 5 người. Nhanh chóng dùm Điền đi ạ. Nhớ là chọn mặt gửi vàng nha. Vẫn còn thiếu một người đúng không ạ? Rồi xin mời áo trắng đứng rất là cao, xin mời bạn nhanh chóng bước lên luôn ạ. Ủa mấy bạn chia lại đội dùm Điền. Rồi okay, chắc là Điền xin lỗi cho mấy bạn kêu là vẫn còn thiếu mọi người. Điền chưa đi. Rồi trò chơi tiếp theo của chúng ta rất là đơn giản, là Điền sẽ mời từng đội chúng ta bước lên phía trước một bước. Sau đó Điền sẽ mở một cái đoạn nhạc đen. Nhiệm vụ của 5 người là phải múa mai quay cuồng theo nhạc. Được chưa? Và đội nào chúng ta múa mai quay cuồng được sự cổ vũ, la hét rồi gầm rú ở phía dưới là đội đó chiến thắng, được chưa? Được chưa? Rồi bây giờ xin được mời đội phía bên tay trái của Điền trước nha. Gọi là xin mời 5 bạn. Sân khấu này là của bạn. Điền mời bên tay trái trước luôn ạ, à, xuống. Rồi đứng hàng ngang đi, sân khấu này là của 5 bạn đó. Ở đây có 2 cây cột lớn, mấy bạn cũng múa cột cũng được luôn. Đu lên càng tốt nữa. Chuẩn bị chưa? Chắc chắn là có nhạc. Nhớ nha, múa mai quay cuồng, cắm đầu quay làm gì đó mà bị sao, ở phía dưới làm rần rần, hú hét, đập phá càng tốt nữa. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu trò chơi. Xin mời nhạc. Đúng rồi, phi theo nhạc, phi theo nhạc. We'll be right back.
mấy bạn mới diễn tả được. Rồi gian dở thì em ơi. Và mình cùng hát lên nào lời tình tha thiết. Các bạn ơi. Muốn nói cùng hát lên đi cho đêm vui ngất trời và ngày thêm ước mơ. Rồi ngưng nhạc. Dẫu biết trước chuyện bèo mây ta hợp dân yêu anh. Rồi cảm ơn phần phòng kỹ thuật. Rồi đội thứ nhất đã có những vũ điệu rất là xuất sắc. Xin mời đội thứ hai bước lên. Nhớ làm hơn đội thứ nhất nha. Nhạc. Các bạn ơi, giữ lấy tay của các bạn luôn ạ. Con nhạc làm sao đôi chân em cứ đứng nhìn anh xa mãi xa, làm sao hôm nay em không thể cười như lúc anh nơi này, làm sao khi xưa em đã nói. Mấy bạn mới vui theo nhạc. Ok, cảm ơn đội thứ hai. Đội thứ hai có xuất sắc hơn đội thứ nhất không ạ? Có mà. Rồi, hy vọng rằng là đội thứ ba xuất sắc hơn nhé. Sao vậy? Choáng hả? Choáng thôi, giờ lên dĩa rồi hết là hết choáng. Lát đi xuống nữa đưa một viên Panadol hết choáng liền. Rồi, bây giờ chuẩn bị. Có cần khởi động trước không? Không cần hả? À, rồi 3D rồi muốn sao cũng được. Action. Bạn này có đạo cụ mà biết sử dụng, lấy nón ra liền. Cái lúc mà gọi là kiếp đỏ đen là phải lấy nón ra liền, đúng không mấy bạn? Đúng rồi, mấy bạn không có tiền, mấy bạn phải lấy nó kiếp đỏ đen rồi đó. Vậy nè, đi xuống bảo đảm hồi đem lên 10.000. Rồi, vâng, xin được cảm ơn cả ba đội chơi của chúng ta. Rồi, bây giờ đó là phần nhận xét của ban giám khảo có tính ở bên dưới à. Điền sẽ chia nhé, đây là đội thứ nhất, đội thứ hai và đội thứ ba. Điền sẽ căn cứ vào tiếng vỗ tay, tiếng la hét, tiếng gào rú của mấy bạn. Được chưa? Chuẩn bị. Ai bình chọn cho đội thứ nhất? Xin mời. Chúc mừng bạn. Bạn đã thắng giải trong cuộc thi nhảy cấp quận.
Rồi, tiếp theo, đội thứ hai. Đội thứ hai. Rồi. Đội thứ ba hả? Rồi, 3D quá. Đội thứ ba. Đội thứ ba. Thôi, chúc mừng bạn, bạn đã được cuộc thi cấp hẻm. Vậy là chúng ta đã tìm ra đội nhảy đẹp nhất trong chương trình của chúng ta. Đó là đội thứ hai. Một tràng vỗ tay thật lớn được không ạ? Vâng, và đây là những phần quà dành tặng cho đội chiến thắng của chúng ta. Mỗi bạn chúng ta sẽ được nhận về cho mình một cử hình nữa. Và những bạn còn lại sẽ được nhận về cho mình 5 quyển tập từ chương trình. Vâng, còn thiếu một phần quà cho đội chiến thắng nữa. Sẽ được cảm ơn những người chơi đã mang lại sự hào hứng ở trong hội trường của chúng ta. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Vâng, và các bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ quay lại buổi tiệc chính trong buổi chiều ngày hôm nay. Vâng, xin mời. Xin chào tất cả các tân quân. Vâng ạ, chúng ta vừa tham gia vào những trò chơi hết sức là thú vị. Và bây giờ các bạn còn sức để mà tham gia tiếp không ạ? Còn hay không? Còn đúng không? Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tham gia vào một trò chơi. Và tham gia vào trò chơi này, tôi cần lên sân khấu tất cả là 10 bạn. Bây giờ tôi mời 10 bạn ạ. Wow. Bây giờ Thanh Mai giúp cho Hoàng Vũ chọn bên đây nha. Rồi, ok. La la la. Mời bạn áo vàng ạ. Rồi, mời bạn. Xin mời bạn áo trắng. Rồi, mời bạn áo xanh. Bạn hai bạn. Rồi. Bạn áo đỏ ba. Mời bạn áo đỏ ạ, áo đỏ. Bạn là bốn. Bạn nam. Năm. Rồi, Hoàng Vũ đã đủ 5 người rồi. Không biết bên này đủ chưa ạ? Xin mời các bạn chúng ta nhanh chân lên sân khấu nha. Rồi. Bạn áo đỏ ạ. 2 4 6 8. 9 người. Một người nữa thôi. Rồi, 10 đủ. Kết sổ, 10 người. Có một bạn kia, Thanh Mai kêu bạn đang chạy xuống hả? Nhanh lên bạn ơi. Rồi, thôi bạn cứ chạy xuống luôn đi. Rồi. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Rồi, là 12 người luôn rồi. À, các bạn không sao. Ngày hôm nay chúng ta còn nhiều trò chơi nữa. Rồi, có thêm 2 bạn nữa hả? Đứng trên ghế đầu tư nhảy luôn đó hả? Không sao đâu, chúng ta còn rất là nhiều trò chơi phía sau nữa. Các bạn cứ giữ sức đi ạ. Nói chung trò chơi này thì các bạn cũng chơi rồi, nhưng mà bây giờ mình chơi lại cũng không sao. Và trò chơi mang tên là Tôi Cần Bạn Có. Có nghĩa là Hoàng Vũ và Thanh Mai nói là cần một cái vật dụng gì đó, các bạn phải chạy xuống khán giả lấy cho bằng được vật dụng đó mang lên trên đây. Ở dưới khán giả đang giữ của kìa. Không sao đâu, chúng ta sẽ cùng nhau hỗ trợ các đúng hơn có được không ạ? Đây, giờ các bạn thích lấy gì nè? Lấy gì ta? Lấy gì khó khó đi ạ? Nghe nói là cái quần. Thanh Mai đứng đây cẩn thận nha, mấy bạn chạy xuống tán bây giờ đó. Lấy gì mấy bạn? Cái gì ạ? Cái gì mới đầu vô đòi cái quần trời. Từ từ. Rồi, có luôn. Mấy bạn này yêu cầu cộng giấy nết. Cộng giấy nết. Một cộng giấy nết. Không được lấy của mình, các bạn không được lấy của mình. Chạy một cộng giấy nết. Dưới ạ. Cộng giấy nết, cộng giấy nết. Rồi, có người quân lên luôn. Lấy ra bằng được cộng giấy nết, mang lên cho đây. Giấy nết. Rồi, đủ rồi, dẫn vô đi, dẫn vô đi. Ai mà chậm nhất là sẽ bị loại nha. Rồi có chưa ạ? À? Dây nịt ạ. À. Các đứa quân chúng ta hỗ trợ cho nhau nha. Dây nịt đâu? Đủ chưa? Không có là bị loại đó. Không có là bị loại. Bên đây nãy là 12 bạn, giờ 2, 4, 6, 8, 9 bạn à. Còn 3 bạn nữa, 10.
Hai bạn kia đâu rồi? Còn 4 bạn nữa. Nãy lên sân khấu là 14 bạn. Dạ. Rồi. Có gì được chưa? Rồi xong, có sổ nha. Rồi, vậy là bạn nào mà chậm trễ coi như là bye bye luôn. Rồi, dây có anh nào đã cho mượn dây nịch mà không thể giữ cái quần không? Chúng ta có thể giơ tay đi em trả lại dây nịch liền, nhớ mắc công là ô uế lắm luôn. Rồi. Không sao phải không? An toàn phải không? Rồi, món đầu tiên khá là dễ đúng không? Ủa trời ơi. Thôi. Ủa đi lấy dây nịch bên Mỹ hả? Mới về, mới đắp máy bay về. Đừng có nói chạy ra đất tuồng của ông bảo vệ nha chưa. Rồi. Món đồ thứ hai, món nào khó khó tí đi ạ, dây nịch dễ quá. Mày mày, cái gì? Trời ơi, manh động quá, từ từ. À, cái gì ta? À, mày muốn một chùm chìa khóa. Trời ơi, bay liền, một chùm chìa khóa. Ê, không được lấy của mình, không được lấy của mình. Không được lấy của mình. Bay lên, bạn đầu tiên. Chùm chìa khóa, chùm chìa khóa, len keng. Rồi, nhanh lên, nhanh lên. Tụi ông anh này đeo cái ba lô mà dạy dữ không? Rồi có chìa khóa. Đâu, len keng coi nè. Rồi, len keng, đủ chưa? Rồi, có đủ rồi. Từ từ, hỏi bạn xíu. Chơi trò chơi mà mang chi cái ba lô to ấy vậy? À, tại không ai giữ chứ. À, không ai giữ, sao nhờ mấy anh bảo vệ giữ giùm đi. Không biết đâu, đâu biết. Thôi để đi, để đi, để đi, để đi, không mất đâu. Không ai lấy đâu. Mất công này nữa, thua nữa, thua nữa. Rồi, tiếp tục đi Hoàng Vũ. Mày là còn bao nhiêu bạn rồi? 2, 4, 6, 8, 10. Không có chìa khóa hả? Không có chìa khóa hả? Lên đây làm chi? Không có chìa khóa thì đi về. Rồi thôi, mình đứng bên góc kia lát nữa nhận quà sao? Nha. Rồi, qua đây nha, qua đây đứng chờ nha. Bây giờ là vật này giá trị nè. Ôi, cho bạn vô luôn. Ủa? Ủa? Hỗ trợ. Trời ơi, anh là người hùng của đêm nay. Chào anh, chào anh. Cảm ơn anh. Anh vẫy tay như hoa hậu vậy đó. Dạ, cảm ơn anh. Bây giờ món tôi cần thứ ba một tờ tiền trị giá 500 đồng. 500 đồng, tìm cho ra tờ 500 đồng nha. 1.000 xé làm hai tôi cũng không chịu nữa hả? 500 đồng sẽ điều là không có thối lại nha. Mai có 500 không? Không, làm gì có. 500 đồng, 500 đồng đủ không? Rồi có hai người lên sân khấu. Trời rồi. Ơi chạy chơi cho cố rớt đồ dép nha. Rồi rồi rồi, chuẩn rồi. Bị rồi, có sổ, có sổ, có sổ. Đâu, kiểm tra 500 à. 500, 500, 500. Ghét rồi nha, 500. Trời ơi, 500 ghét trái tim luôn mới chịu. Này giật trong ví ra phải không? Biết rồi. Trời, đêm tới 2 tờ 500 luôn hả? Rồi, đủ rồi. Rồi. Lần này là chúng ta phải chơi gay gắt hơn. Bạn nào lên trễ là coi như bị loại nha. Bây giờ là 2, 4, 6, 8, 10, 12 người. Chỉ còn lại 8 người trên sân khấu thôi. Vũ ơi Vũ, nãy có bạn khán giả dễ thương lắm. Chỉ vô cái áo, lấy cái áo á. Thôi lấy áo hiền lắm. Hiền lắm hả? Lấy áo, đòi lấy áo. Đừng có nói lấy áo, chưa, chưa, đừng có nói lấy áo đâu. Trời ơi, đừng có nói lấy áo đâu. Nói lấy áo người ta lột của MC liền bây giờ đó. Không có dạy dột. Thủ sẵn. Bây giờ chỉ còn 8 bạn trên sân khấu cho một vật dụng là đôi vớ, đôi vớ, đôi vớ. Đôi vớ, đôi vớ. Đôi vớ, đôi vớ, đôi vớ, đôi tất các bạn, đôi tất. Đôi tất đi. Vinh, đôi tất đi. Chúng tôi muốn một đôi tất ạ, một đôi tất thơm và xanh. Hai bạn nè. Hai bạn à. 6 bạn nữa, nhanh lên. Nhanh lên. Nhanh lên. Ở đâu có đôi tất cho mấy bạn đi ạ? Tôi thấy ông anh này ổng có mà ổng giữ kỹ nè. Hỗ trợ một đôi tất. Rồi, ba bạn, bốn bạn, năm bạn. Năm bạn, cho một bạn nữa thôi ạ. Lên, sao bạn, bảy bạn, một bạn cuối cùng. Rồi, đủ, trời ơi, trời ơi. Rồi, hết, đủ rồi ha. 2, 4, 6, 8, 10. Vậy chỉ loại được có hai bạn thôi hả? Rồi thôi, mình đứng đây luôn ha, mình chờ nhận quà giùm mình nha. Bye bye. Hey, có một ông anh, lúc nãy cầm đôi vớ lên đây vừa đi vừa bịt mũi. Không biết chủ nhân của ai. Rồi, bây giờ khoe đôi vớ ra coi nè. Ôi trời ơi. Trời ơi, mùi bay ghê quá. Rồi, được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với đồ vật tiếp theo. Nói chung là bây giờ mình sẽ loại nhiều, chỉ còn 5 bạn thôi. Chắc chắn còn 5 bạn. Đó là một đôi giày cao gót. Một đôi giày cao gót. Một đôi giày cao gót. À. Một đôi giày cao gót. 5 bạn, 5 bạn, 5 bạn. Trời ơi. Rồi, đủ một đôi. Rồi, có sổ, có sổ. Có sổ, ai đủ một đôi. Cái này không
phải giày cao gót cái này. Rồi đủ 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 người rồi, đủ người rồi. Đây là đôi bút. Rồi đủ người rồi, nói nghe nè. Ông anh, có ai mang bàn chân màu nâu mà một chân màu đen không? Ai mang giày gì lạ vậy? Một cái là cao gót, một cái là đế này nè. Cái này là đế xuồng, không phải cao gót. Còn trời ơi, đủ một đôi, đủ một đôi, đủ một đôi. Ủa cái này cao gót không anh? Cái này mà là cao gót. Trời ơi, tôi tức quá. Chỉ tôi coi cái đôi gót nó nằm đâu. Quá đáng thiệt. Rồi, là bạn xuống dưới đây bạn đứng luôn ha. Xuống đây. Rồi. Xuống đây đi. Rồi nha. Ôi, mấy bạn bây giờ mình tặng phần quà cho bạn nào lấy được vật dụng cuối cùng này. Một tặng quà luôn hả? Dạ rồi, thôi tặng quà cho các bạn luôn đi. Nãy giờ chạy tội quá. À, xin mời những phần quà dành cho các bạn ạ. Mời các bạn lên sân khấu ạ. Hồi nãy giờ chạy tập thể dục mệt không? Thấy mấy bạn chạy mà cũng mệt nữa đó. Rồi bây giờ sẽ là những phần quà cho các bạn nha. À, xin mời bạn tổ chức hỗ trợ chúng tôi cho những phần quà để tặng cho các bạn ạ. Bạn nào chưa có quà chúng ta đợi chút xíu nha. Rồi các bạn đợi trong giây lát sẽ có những phần quà từ bạn cho em thêm 3 phần quà nữa ạ. Xin mời 3 phần quà nữa. 3 phần quà nữa ạ. Trò chơi tiếp theo nữa. Và những phần quà này thì chủ yếu là vui là chính, để các bạn có thể mang về nhà cho mình ha. Rồi, cảm ơn các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn. Nãy giờ khởi động mệt quá. Bây giờ thì chúng ta sẽ thư giãn chút xíu. Các bạn là ngồi tại chỗ thôi. Và chúng tôi đố các bạn chỉ việc giơ tay lên và chúng ta trả lời thôi, được không ạ? Ở đây ai nghe nhạc nhiều? Quá trời luôn. À, bây giờ Hoàng Vũ sẽ thổi một đoạn nhạc nào đó. Các bạn đoán bài hát đó là bài hát gì, được không ạ? Yên tâm, mấy bài hát này dễ lắm. Bây giờ mình thử bài nha. Thử không quà nha. Bài gì? Bài gì? Trời ơi, nhiều bạn biết cái gì vậy? Trao lên ba phải không? Rồi, các bạn hình dung rồi nha. Bây giờ bài đầu tiên của mình là rồi, tập trung nha. Các bạn phải im lặng mới có thể nghe được Hoàng Vũ thổi bài hát. Rồi, bắt đầu nha. Bài gì? Bài gì ạ? Rồi, đem rồi các bạn giơ tay rồi kìa. Rồi. Trời ơi, nhanh quá. Bài đó là bài gì? Xin mời bạn. Bài là bài Bà Cháu. Bà Cháu. Ủa bài gì tên lãng vậy? Bạn ơi, bạn hát thử một câu nghe thử đúng không? Bài gì tên ngắn gọn? Bà Cháu. Hết rồi. Rồi, qua một bài khác ạ. Cháu yêu bà. Cháu yêu bà. Cháu yêu bà. Không chính xác. Có ai có đáp án khác không ạ? Lại không? Lại đi. Lại nha. Rồi, bây giờ lại nha. Rồi, ở phía bên này nè. Cho bạn nhỏ này đi, bạn nhỏ. Rồi, bạn nhỏ nha. Bạn đoán là bài gì? Hai con vịt. Bài hai con vịt. Trời ơi, bài thiếu nhi ghê vậy đó. Bài này về tình yêu. Bài về tình yêu. Tình yêu. Rồi, đính xa hơn nha. Bài này hot lắm, hot từ đầu năm tới giờ. Bài này là bài gì? Là
bài Mình Yêu Nhau Đi. Bạn hát đoạn được không? Hát không? Đọc cũng được, miễn sao ra được cái câu đi. Hình như anh có điều muốn nói. Hình như anh có điều muốn nói, cứ ngập ngừng rồi thôi. Và đó là bài Mình Yêu Nhau Đi. Khó quá, tôi đứng gần bạn mà tôi còn không biết bạn thổi bài gì nữa. Rồi, bây giờ bài này hot hơn nữa nè. Tập trung nha. Đó. Mai chọn đi. Đó, để Mai chọn. Đi vùng sâu vùng xa đi. Rồi, bạn bên này, bài gì vậy bạn? Bài của ngày hôm qua. Rồi, bây giờ bạn hát thử một câu thử đúng không? Nãy mình thổi cái gì bạn nhớ không? Đúng không, đúng không? Xin là em của ngày hôm qua. Chính xác đó là em của ngày hôm qua. Rồi, cảm ơn bạn, một vòng quà dành cho bạn nha. Rồi. Dạ, từ từ mình khoan chơi chút xíu. Chuyện cảm động chị Lạc hai đứa nhỏ. Dạ. Ủa gì xong rồi đó hả chị? Dạ, ngắn gọn vậy hả chị? Dạ, cảm ơn chị. Thấy không, lên sân khấu cái nổi tiếng tìm được con luôn. Dạ. Yeah. Ai kìa, ai mẹ gọi kìa. Ủa sao la vậy? Ủa không biết sự vụ gì cũng la chơi vậy đó hả? Vui hả? À lại một đối thủ là bớt một người nhận quà phải không? Rồi. Bây giờ mình đến với bài hát tiếp theo. Alo. Rồi bài hát tiếp theo nha. Họ biết luôn hả? Hay vậy? Bài này bài gì? Dạ chót yêu. Hát lại đoạn đó được không? Người hứa yêu anh đi, người nói yêu anh đi, người nói yêu thương đi. Rồi, thôi tặng quà đi, mất công anh hát nguyên bài nữa bây giờ đó. Có cố gắng. Đó là bài Trót Yêu, chúc mừng bạn. Rồi, tiếp theo. Khó lắm không, khó lắm không? Khó lắm không mấy bạn? Khó vậy nhận quà nó mới vui. Bài này dễ nè. Biết rồi phải không? Bây giờ nhường cho bạn bên đây nha. Rồi, lên phía bên kia là có ai không ạ? Bạn nào đoán ra đây? Xin được mời phía xa xa đi. Bạn nào? Xin mời bạn nam áo sọc gan ạ. Rồi, bạn đoán đây là bài hát tên là gì? Jingle Bell. Jingle Bell. Dạ, đây là vụ án không chính xác. Đang mùa hè mà anh tới Giáng sinh luôn nhanh quá. Rồi, bạn nào là... Chắc là mời bạn đi. Bạn đấy là bài gì? Bạn la lớn lên luôn đi. Gì? Tặng cho em cũng không chính xác luôn. Dành cho em hả? Không chính xác. Rồi bên này ha, để chạy qua. Bài này dễ lắm mấy bạn ơi. Cho bạn này đi. Rồi, bạn này trả lời là to lên hả? Bốn phương trời. Bạn này nói là bốn phương trời. Không chính xác. Kìa, Thánh Mai. Thôi, cho bạn này ha. Rồi, bài gì? Công xuân. Cái gì, nói lại nè. Công xuân. Con bướm xuân, đúng không? Đúng con không? Con bướm xuân, con bướm đa tình. Và đây là bài hát chính xác. Con bướm xuân. Rồi, bạn lên đây nhận quà nha. Xin mời ban tổ chức cho một phần quà cho bạn ạ. Rồi, bạn sẽ chạy qua bên phía bên kia nhận quà nha. Rồi. Mình đến bài gì nữa ta? Bài nào khó tí đi. Bài... bài này cũng hot nè. Khó quá không? Biết không? Đó là bài... Không cảm xúc. Không chính xác luôn. Không sao, vẫn còn các bạn khác. Bài gì em? Anh Không Đòi Quà. Biết anh không đòi quà luôn. Giờ hát đường đoạn. Hát đoạn đó được không? Yêu em anh không đòi quà la 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 la. Hay quá. Và đó là
Anh không đòi quà, chính xác. Rồi, một phần quà qua bên này cho bạn nha. Bạn có thể chạy qua anh kia được không? À, khán giả nói là anh không đòi quà thì bài này không được nhận quà. À vậy hả? Trời, khó quá vậy. Rồi, mình đến với lại bài hát cuối cùng nha. Bài này cũng khó khó đó. Bài đó bài gì biết không? Trời ơi, tôi nghe tôi còn choáng nữa. Đó là bài Thu Cuối không chính xác. Rồi, cái tay khác ạ. Có bài nào biết không? La to lên được không? Đó là bài gì? Không chính xác rồi. Khó quá, khó quá. Bạn nam áo trắng, bạn la lớn lên luôn đi. Em không quay về. Không chính xác. À, bạn nam áo xanh, nhưng mà bạn đó, bạn nói lớn lên đi, bạn biết không? À, bạn vô tay chơi hả? Trời ơi, rảnh quá ha. À, đâu thổi lại phải không? Thổi lại quá. Rồi. Đó là bài gì? Xin mời bạn. Bài gì? Nắng ấm xa dần. Không chính xác. À, khó quá, bài cuối khó quá. Bạn. Yeah. Không chính xác. Trời ơi, cái câu bài này khó quá. Bài này khó quá phải không? Thôi mời chứ... bạn nam áo trắng đi ạ. Để em rời xa. Và đó mới là phương án của chúng tôi. Để em rời xa. Rồi, sẽ có một phần quà dành cho bạn nha. Rồi, bạn chạy ra đây mình nhận quà nè. Rồi, bây giờ thôi trò chơi này khó, mình qua trò chơi khác nha. Thành ra trò chơi này, hãy đổi tin mời lên sân khấu 5 bạn nam và 5 bạn nữ. Từ từ, bây giờ các bạn đừng chạy lên. Chúng tôi sẽ mời các bạn, mời 5 bạn nữ trước. Bạn nam bên này, thôi mời nữ trước, nữ đó. 5 bạn nữ nào tham gia hả? Mời bạn, rồi một bạn nữ. À, trò chơi này mình cấm trẻ em dưới 18 tuổi. Không, ưu tiên các bạn nữ rồi, bạn nữ. Bạn nữ, áo cờ Việt Nam, xin mời bạn. Được hai bạn nữ rồi nha, Vũ, được hai nữ rồi. Hai nữ rồi không? Rồi, rồi. Vậy là ba nữ rồi. Từ từ. Xin mời bạn nữ. 4 bạn nữ, 1 bạn nữ nữa đi ạ. Rồi, bạn nữ nào ạ? Rồi, bạn nữ áo trắng, bạn đã lên rồi. Rồi. Xin mời 5 nữ lên sân khấu trước. Thanh Mai chọn với Hoài Vũ bên phía đó là... Nam hai bạn à. Nam nha. Bạn nam nào đẹp trai, lột và mắt xanh. Bên đây là hai bạn nam nha. À, xin được mời bạn nam áo xanh rồi, bạn áo trắng rồi. Và bạn nam áo xám. Bạn đó đúng rồi. Bạn đang cầm cái giỏ vũ hành á. Rồi mời. Thôi nhường cho bạn ở xa nha, bạn đang cầm nón bạn với chúng tôi đó. Để coi bao nhiêu bạn rồi. Đủ chưa? 10 bạn thôi, chúng ta chỉ có thể chơi với 10 bạn thôi ạ. 3 bạn nữ. Để coi ạ. Các bạn nào đứng nãy mà chúng tôi mời, các bạn nhanh chóng lên sân khấu nha. Rồi, 3 nam, 3 nữ. Mới có 3 nam, mới có 3 nữ thôi. Rồi, 4 nam rồi. Các bạn nữ lúc nãy đâu ạ? Rồi, đủ nam rồi nha, còn 2 bạn nữ nữa ạ. 2 bạn nữ đâu? Ai là nữ giơ tay lên. À, có rồi hả? À, rồi xin mời bạn ạ. Mời bạn kia lên luôn đi hả? 6 người hả? Thôi mời bạn lên luôn đi. Mời bạn lên, mời bạn lên. Rồi. Bây giờ chúng ta có đội nam và đội nữ. Bây giờ các bạn sẽ bắt cặp với nhau. Mỗi bạn sẽ tự chọn bạn của mình nha. Mỗi bạn sẽ chọn một bạn nam, chúng ta sẽ thành một cặp nha. Rồi, xin mời các bạn, 5 giây cho các bạn. Rồi, bắt cặp đi. Bạn một nam một nữ chọn đi. Sao vậy? Sao mà ngại ngùng vậy? Thấy bạn nữ kia ghê không? Nói cái là phóng tới liền hả? Phải dậy mấy cá tính. Rồi, đi. Bên này qua bên đây. Đây, qua đây, dắt tay nhau. Rồi, nắm tay nhau qua bên đây luôn. Rồi. Sao vậy? Sao mà e ấp vậy? Rồi. Ủa? Sao? Thôi để tôi phân luôn cho. Bạn này, qua đây.
Rồi, đột cặp áo trắng. Đủ hết chưa? Trò chơi này á, chúng ta sẽ chơi với những giấy màu. Rồi mời các bạn nhận giấy màu nha. Rồi chúng ta sẽ dành thời gian để phát cho các bạn những tờ giấy màu này nha. Rồi, 3 màu, 4. Rồi, chúng ta sẽ chờ trong giây lát để ở trên này chúng ta chuẩn bị cho trò chơi sắp tới nha. Các bạn khán giả ơi! Bây giờ coi các khán giả có la to hơn Thanh Mai không nha. Các bạn khán giả ơi! Sao còn nhỏ quá, ăn trưa chưa? Thôi ráng đi, lát nữa chúng ta sẽ được ăn hành no nê luôn. Rồi, chờ trong giây lát nha. Nhóm đủ hết chấm chưa? Có giấy màu chưa? Được chưa? Rồi, chúng ta sẽ chờ đợi chút xíu nha. Rồi, nhiệm vụ của mình đó là các bạn sẽ lột những tờ giấy màu này lên, trang trí thật là đẹp trên người của mình. Rồi. Cứ dán đâu đó dán. Các bạn có thể dán. Dễ mà. Ở đâu cũng được, trên người của mình, tự dán đi ạ. Dán đâu cũng được, dán trên người của mình. Và dán làm sao mà những cái chỗ nó cá tính, nó đẹp nhất á, thì sẽ được khán giả bình chọn nhiều nhất. Đó. Dán mà chỗ bình thường quá, nó không có gì vui đúng không? Rồi, dán chỗ nào mà nó đẹp đó. Dán cho đẹp vô, dán cho kỹ vô. Rồi. 4 miếng hả? Dễ lắm. Chỗ nào thật là cá tính nha, chỗ nào thật là lạ và độc. Trò này còn phải có độ điên, độ lạ đó, và độ độc. Mình thấy là dán ngay má đẹp nè. Rồi bạn kia dán hai cái chỗ cũng đẹp. Hai bạn này gắn ngay chỗ ấy cũng đẹp. Rồi, còn chỗ nào nữa không? Ủa hai anh chị này có hẹn nhau không vậy? Sao khác dán mà chưa? Dán xong chưa? Dán giống nhau vậy? Sao bên này không dán đi? Rồi dán đâu cũng được, gỡ ra dán đi bạn. Ê, rồi dán lên mắt kính luôn. Đúng rồi, dán ở đâu cũng được hết á. Rồi, dán đâu cũng được. Dán lạ và độc và điên. Đội nào lạ, điên và độc nhất thì sẽ được chiến thắng. Ủa dán ngay con mắt vậy thấy đường không? À còn con thấy đường. Rồi. Rồi, bây giờ các bạn sẽ tha bình chọn là ai dán đẹp nhất. Số mấy? Ôi trời ơi, ông kia có râu nó mới ghê chứ. Rồi, đủ chưa? Đủ 4 miếng chưa? Chờ một chút xíu, còn đội này. Sao cái đội màu trắng này lâu dữ vậy? Này, rồi. Bạn muốn mình dán chỗ nào nè, để mình dán cho. Đúng rồi, nè. Rồi dán cái quần nha. Đúng hết chưa? Rồi dán cái chân luôn đi, xong, đó. Ủa còn một miếng nữa đâu? Đây. Rồi xong. Bây giờ chính các bạn là người hại các bạn. Trong cùng một đội, khi tôi nói màu nào chạm vào màu nào, bạn phải để hai cái màu đó chạm vô nhau. Để nguyên nha chưa, không gỡ ra nha chưa. Tôi thấy có mấy bạn dán ngay ngực áo nè. Đó, không gỡ ra nha. Bạn kia dán ngay cái ớ nè. Tôi thích. Bây giờ các bạn cho hai màu vàng chạm nhau cái coi. Rồi, màu vàng chạm nhau đi. Trời ơi. Chạm sát vô luôn. Chạm sát luôn, chạm sát luôn. Ồ. Rồi đưa vô đi. Màu vàng nó chạm màu vàng. Trời ơi. Đứng vô. Đứng vô luôn. Chạm mà các đứng vô luôn. Các bạn phải tạo kiểu. Các bạn phải tạo kiểu trong 15 giây. Trong 15 giây. 15 giây. Rồi tạo kiểu cho đẹp nha. Chắc cái kiểu này là ám mùi luôn rồi. Đơ luôn rồi. Rồi đổi màu đi Vũ ơi. Hay. Rồi đẹp quá ha. Trời ơi, rồi xong, cảm ơn các bạn. Chưa, còn nửa màu khác. Tiếp theo á,
là mình muốn màu đỏ nó chạm vào màu xanh lá. Màu đỏ của bạn nào và bạn nào? Ủa sao cái cặp chết rồi, cái cặp kia. Rồi tạo kiểu đi bạn, tạo hình trái tim đi, tạo hình trái tim cho nó đẹp để mình tạo chưa? Mình thấy là anh này có một chút âm mưu nhẹ nè. Vừa nói màu đỏ lắm đưa cái đầu ông chịu ra liền à. Ghê lắm. Đây là thung lũng tình yêu. Cái hai ông bà này làm cái gì mà cà nhủi vậy trời. Bạn tạo hình đi cho đẹp lên, tạo hình. Trời ơi, tròn cái tay nữa kìa. Hay thiệt á. Ông anh kia tướng đẹp nè. Đưa chân lên anh, chân đâu? Rồi, cảm ơn. Tiếp theo tôi cần là màu hồng chạm màu vàng. Màu hồng chạm màu vàng. Màu hồng chạm màu vàng. Trời ơi, ngại quá. Tôi chưa có đủ 18. Trời ơi, ngại quá. Trời ơi, má không cho coi cái này đâu. Chết rồi. Mày mày. Sao? Mà chị mới đứng im luôn rồi. Chị khoái nữa. Rồi, cảm ơn các bạn. Tiếp theo. Mình cần là màu vàng của nam chạm vào màu đỏ của nữ. Màu vàng của nam chạm màu đỏ của nữ. Màu vàng. À. Em chạm màu hồng cũng được, em chạm màu hồng cũng được. Rồi. Sao cái đội này nhẹ nhàng quá, không có vui. Rồi, đâu chưa? Ai biết em màu vàng của em chạm màu đỏ của bạn đi. Vô đi, rồi. Chưa có giảm. Chạm đi đi, chạm đi. Rồi. Trời ơi. Thích luôn. Chưa có giảm. Chạm vô, chạm vô. Rồi. Thích luôn. Sao tự nhiên chơi trò chơi này mấy bạn nam lợi ghê vậy đó. Anh hết giờ rồi, anh hết giờ rồi. Rồi. Đáp cái má anh vô anh để luôn à. Anh ghê quá. Bây giờ hành nữa hả Vũ? Tôi cần màu cam của bạn nam chạm vào màu hồng của bạn nữ. Màu cam của nam chạm vô màu hồng của nữ. Wow. Cái này là lời thì thầm mùa xuân nè. Hai ông bà này khoái làm tượng đó, tôi nói thiệt á. Làm gì, đụng vô đi. Đụng vô đi, đụng vô đi. Chí. Cặp này ghê lắm. Khép khép vô chút anh. Ám mùi sân khấu anh. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ thì các bạn sẽ bình chọn là cặp đôi nào là cặp đôi các bạn yêu thích nhất. Số mấy? Số mấy ạ? Rồi, bây giờ các bạn vỗ tay lần lượt nha. Số 1, số 2, số 3, số 4, số 5 và số 6. Rồi. Ai chọn số 1 vỗ tay? Rồi, hồi nãy không chịu táo bạo hơn. Số 2. Số 3. Ít hơn. Số 4. Anh la to nhất đó anh. Số 5. Số 6. Rồi giờ số 2 với số 6 chọn ai trời? 2 với 6. 2 với 6 hả? Ai chọn số 2 giữ lấy đợi. Oh. Ai chọn số 6? Dạ em nói nghe chơi trò trên này em mới biết ai ba phải ha. Ông anh dưới đây, số 2, số 6, đằng nào cũng vỗ tay hết trơn. Và đội chiến thắng đó là đội số 2. Sao ạ? Trời ơi, ban tổ chức cho quà số 2 với số 6 nhất luôn. Rồi. Rồi, xin mời phần quà dành cho các bạn. Rồi, đây đội số 6 trước và đội số 2 bên kia ạ. Biết sao được tặng quà không? Tại vì hồi nãy chị cắm cái mặt vô sâu quá đó. Rồi. Ôi.
rồi có một bạn ở trên này, đó là đội số 6, có một lời chia sẻ với các bạn tướng quân ở đây. Rồi xin mời bạn. À, thì trước tiên mình xin phép các bạn là cái này là mình cá với lại thằng ban chủ. Mình nói một câu, mình dám đứng trên đây mình nói thì nó sẽ cho mình 5.000 củ trong game 9K. Thì xin phép các bạn trước. Master Ken ơi, ban sống nè, tộc vua sống nè, sạc vơ kim long nè, vua rồi. Rồi, chúc mừng bạn đã hoàn thành xong ý nguyện và bạn đã được nhận quà. Nhớ ăn chia với tụi tôi nha. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều đã bị Hành banh chành ở trên sân khấu của Hành. Cảm ơn. Mấy bạn thấy chịu nổi không? Có cái màn này nữa nè. Ông anh em tận dụng thời cơ kinh khủng không? Dạ em cảm ơn anh nè, cảm ơn anh nè. Trời ơi chạy kìa, nhảy chân sáo về kìa. Trời ơi cưng ghê vậy đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tham gia một trò chơi nhẹ nhàng hơn, trữ tình và lãng mạn hơn. Trò chơi này cũng cần lên sân khấu là 5 nam và 5 nữ. Ở đây nữ hiếm nên bạn nữ nào tham gia tự động bước lên luôn. Rồi bạn nữ nào chưa tham gia mình lên sân khấu luôn đi ạ. Năm nữ thôi ạ. Năm bạn nữ, năm bạn nữ, nhanh lên. Năm bạn nữ, nhanh lên. Rồi. Hết rồi ơi. Đẹp vậy sao mà chơi. Trời ơi, trời ơi. Đâu ra vậy? Con gái nhà ai đẹp mà sổng trường vậy? Trời đẹp quá. Thôi tập trung chuyên môn. Mai ơi, sao? Mai dẫn mình đi vũ chơi. Rồi bạn nào chơi nữa hả? Còn hai nữ năm nam. Rồi, rồi. Người thứ tư, người thứ năm là ai? Một bạn nữ nữa hả? Nữ đâu hả? Một bạn nữ, nữ nào tham gia? Nữ nào tham gia? Nữ nào tham. Rồi mời bạn áo đỏ sao vàng. Ủa, có bạn đi lên rồi. Rất là nhẹ nhàng. Rồi, bây giờ là năm tướng quân của năm cô nàng. Các tướng quân ơi. Mời bạn áo xanh. À các bạn chúng ta đừng có tràn lên sân khấu nhà mình kêu nha. À mời bạn áo đỏ nè. Rồi từ từ hai bạn lên rồi. Hai bạn tự chạy lên luôn hả? Các bạn làm sao đừng chạy lên nha. Để mình gọi rồi, thôi đủ 5 người. À, bạn không được chạy lên các rồi, bạn hết rồi. Hết cuối rồi, rồi hết rồi, đủ rồi. Rồi. Mình chuẩn bị cái nhiêu đó à. Rồi bây giờ vẫn như cũ các bạn chọn đội đi. Một nam, một nữ, một đội. Rồi, các bạn chọn nha. Trời ơi, con gái nhà ai mà tự tin vô kìa. Trời ơi, manh động vô kìa. Rồi, đủ chưa? Đủ năm cặp chưa? Đủ chưa? Trời ơi, cái gì vậy? Rồi, xích qua đây, xích qua đây. Đủ chưa? Đủ rồi. Chưa? Đủ chưa? Rồi, mấy bạn đặt tên đội của mình đi. Rồi, bây giờ đội đầu tiên. Mình sẽ đặt tên đội là gì đây? Đội tên bạn là gì? Gãi đầu xong. Đội bên đây là gì? Rồi. Ủa em bắt anh này mà hả? Vậy em có chịu bắt anh kia không? Thích anh này luôn. Ủa cái sự vụ gì kỳ vậy trời. Bây giờ hai bạn này làm sao chọn anh này? Bây giờ anh này chọn ai? Anh nói đi. Trời ơi. Sao vậy? Em ơi, thôi ra đây mình tâm sự ngắn. Anh không có tham gia được. Anh biết là sắc của anh là hơn bạn này rồi mà em không có chọn anh được. Thôi giờ em ráng qua bên kia nha, không sao đâu, hàng xóm cũng tốt mà em. Miễn sao mình ôm quà về nhà mình xài không được, đôi khi hàng xóm xài tốt lắm. Rồi. Rồi, bây giờ đội đầu tiên sẽ đặt tên đội là gì nè? À, đội đầu tiên hả? Đặt là Quốc. Rồi, mạnh bạo quá, Quốc, rồi, đội Quốc. Trời ơi, chưa bao giờ thấy một cái bạn nữ nói một cái từ mà nó biểu cảm ghê. Dạ, đội em tên là Quốc. Hay chứ, đội này đội gãi đầu. À đội này gãy đầu đi cho nó lạ. Trời ơi, tên gì? Song sát. Song sát là chết cả hai đó trời ơi. Song sát là chết cả hai đó. À đội này đội giật chồng xong. Rồi đội thứ ba. Đội này ké chồng. Lũm chồng mệt quá. Rồi đội này. Đội này là lấy tên nhẹ nhàng, tên Bưởi. À đội Bưởi. Đội Bưởi đứng gần đội Quốc. Ai anh ơi. Chưa thấy Bưởi đâu em à. Anh thấy là Bưởi mà đứng cạnh Quốc là nó cũng mệt à. Rồi. Rồi.
À, trước khi mà chúng ta bắt đầu trò chơi thì có một lời yêu cầu là bạn Kỳ Hiên và bạn Kỳ Hào. Các bạn có mặt ở đây không ạ? Bạn Kỳ Hiên và mặt và bạn Kỳ Hào. Rồi, có bất ngờ của chương trình dành cho bạn là ra cổng mẹ đón xong. Rồi, bạn Kỳ Hiên với bạn Kỳ Hào nghe lời nhắn thì chúng ta ra cổng gặp mẹ nha. Rồi, nếu mà được thì có thể quay vào đây để tham gia trò chơi tiếp. Rồi, bạn Kỳ Hiên với bạn Kỳ Hào ra bên ngoài cổng mẹ đón nha. Rồi. Trò chơi này mang tên là thiếp cột tóc cho chàng. À, thiếp cột tóc cho chàng. Đó, nói chung là bây giờ ở đây mấy anh là ai cũng đầy đủ tóc không hói là đủ tiêu chuẩn tham gia rồi. Mấy bạn nữ trong một thời gian nhất định sẽ phải cột tóc cho mấy chàng. Ai cột được nhiều chỏm tóc nhất xem như giành chiến thắng, được không ạ? Bây giờ xin mời các chàng an tọa ngồi dưới đây nè. Rồi. Các chàng, các nàng ra sau lưng các chàng đó. Mời anh, mời bạn ra đây. Ủa gì thắc mắc trước vậy trời? Chưa mà. Rồi. Chuẩn bị. Thời gian của các bạn khoảng 3 phút thôi. 1, 2, 3, bắt đầu. Đội quốc cố lên, đội bưởi cố lên. Đội lụm chồng, đội giật chồng và đội song sát. À, bạn này bạn nói không chịu cái tên là giật chồng mà bạn đó đặt tên là xếp hình. Yeah, yeah. Rồi, đội xếp hình cố lên. Đội cố lên. Rồi, đội cố lên. Đội nhanh lên nào, nhanh lên. Ở dưới giúp ta phụ phụ nha. Rồi các bạn ơi. Nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên nào, nhanh lên, nhanh lên. Yeah, yeah. Bạn này lợi thế tóc dài nè. Trời ơi, cột giùm luôn. Trời ơi, ông anh em tự cột luôn nè. Trời, mặt giống chú Tiểu cưng ghê vậy đó. Cố lên, cố lên. Còn 1 phút 30 giây. Còn 1 phút 30 giây. Bên đây tự cột cho mình luôn, hay quá. Yeah, 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 yeah. Các bạn nghĩ là đội nào là nhiều nhất hả? Tụi mày? Đội số 3. Tụi ba hả? Là đội chấp hình á. Thấy cao cao vậy thôi chứ chưa chắc nhiều nhất đâu. Rồi nhanh lên các bạn ơi. Còn lại 1 phút cuối cùng ạ, 1 phút cuối cùng. Xong chưa? Đội nào giành chiến thắng? Tủ hành ngựa sẽ thuộc về ai? Đội chiến thắng sẽ được một tủ hành ngựa. Các bạn cố lên ạ, cố lên. À, mình tâm sự với bạn chút nha, mình không phải là nói xấu bạn đâu. Nhưng nhìn các bạn bây giờ không giống con người nữa luôn á. Cái tóc bạn kìa trời ơi. Còn giống con gì? Ngựa hả? Rồi các bạn còn 30 giây cuối cùng, 30 giây cuối cùng. Cố lên, cố lên. Yeah, 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 yeah. Oh yeah, yeah. Rồi 15 giây. Nhanh lên, nhanh lên. Ai là người chiến thắng? Đội nào chiến thắng? Nhanh lên. 10 giây cuối cùng. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Rồi đứng lên nha. Chúng ta sẽ đi trình diễn một vòng nhé các bạn. Trời ơi, cưng ghê không? Mấy bạn thấy anh nào đẹp trai nhất? Số 3. Số 3 hả? Tôi nói bạn nghe nè. Cái đầu bạn vậy mà ai giật bạn được tôi con liền. Ghê. Bây giờ để khán giả bình chọn là đội nào đội dễ thương nhất, các bạn phải dẫn người mẫu của mình đi dạo một vòng sân khấu. Đội đầu tiên xin mời đội quốc dẫn người mẫu của mình đi dạo một vòng sân khấu nè. Xuống dưới luôn, đúng rồi. Đó, đó. Đội nào trình diễn đẹp nhất để được ghi điểm nha. Yeah. Rồi, đội thứ hai. Rồi, mời đội thứ hai. Đội bưởi. Đội thứ ba.
Đội thứ 4. Và đội thứ 5. Trời ơi. Rồi, trở về vị trí. Chúng ta sẽ có hai giải, giải nhiều nhất, nhiều cái chậm tóc nhất và giải được khán giả yêu thích nhất. Bây giờ mình đếm đi. Bạn vui lòng thấp xuống một chút xíu nha. Rồi, bạn đếm đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Trời ơi, chị ăn đang ghê. Cúng rồi có quyền. Chị lấy hai cái chỏm, chị chụp lại cái là thành cái nữa. Ghê không? Rồi, 13. Rồi, ngồi xuống nha. Xin mời bạn. Bạn đếm nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Vậy là bưởi thua quốc rồi, bưởi ơi. Rồi, tiếp theo. Đội lụm chồng phải không? Rồi, đội lụm chồng bao nhiêu? Lụm chồng. Mười ba. Trời ơi, dữ lụm quá. Chồng được 13. Rồi, đội giật chồng. À, đội xếp hình hả? Bạn mới đổi tên. 13 luôn. Rồi, đội này. 10, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Trời ơi. Rồi, vậy là đội chiến thắng là đội Sông Sát. Nhưng mà các bạn mình chọn đội nào đội dễ thương nhất? Ai chọn đội số 1? Rồi, người nhà bên kia biết luôn. Số 2. Đội số 2. Nhiều hơn. Số 3. Số 4. Số 5. Ê, nói nghe nè, giờ hai cái gia đình này người ta đã xào xáo rồi, mấy bạn bình chọn cái này thì không biết chọn cho ai. Ai chọn số 3? Số 4 mà. Ai chọn số 4? Cũng như nhau mà. Ủa vậy ai thắng? Thôi giờ một người bỏ phiếu một lần nữa nha, ai chọn số 3? Thấy không, bắt đầu ít hơn không? Số 4. Rồi, xong, số 4 thắng. Hiểu luôn. Rồi, xin mời những phần quà từ bạn tổ chức ạ. Đội chiến thắng sẽ được củ hành ngựa. Rồi, cảm ơn các bạn đã rất là nhiệt tình tham gia nha. Các bạn giữ lại những chùm tóc này đi về luôn ha. Bạn nào mà gỡ ra thì chúng tôi xin lấy lại quà. Mà tháo tóc ra sẽ bị lấy lại quà. Rồi, lần nữa cảm ơn các bạn nha. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Rồi, bây giờ chúng ta còn lên sân khấu là 20 bạn. Nhiều luôn. Thoải mái luôn nha. Ở phía trên đây. Rồi các bạn ơi, chúng ta không chạy lên. Các bạn vui lòng chúng ta không chạy lên nha. Nếu mà các bạn chạy lên là chúng tôi không thể mời các bạn lên được. Các bạn phải chờ chỉ định mới được lên nha. Rồi, bạn áo sọc này. Rồi, bạn áo trắng. Xin mời áo xanh ạ. Rồi, xin mời anh ạ. Rồi, bạn áo xanh, bạn áo xanh. Rồi. Xin mời anh áo vàng. Bạn áo vàng. Áo xanh nhỏ ạ. Và bạn áo trắng. Rồi, bạn áo đen phía xa. Rồi. Rồi. 20 bạn lận. Bạn áo sọc lên kia, rồi. Bạn áo xanh, đó, rồi. Bạn áo xám. Rồi. Trên này thông báo là đã đủ rồi. Đủ rồi, bao nhiêu ạ? 2, 4, 6, 8, 10, 12 rồi hả? 12. Rồi, thấy mấy bạn nhiệt tình, mình cũng thích mời mấy bạn lên quá. Nhưng mà đông quá, bây giờ mình chọn chọn đại nha. 13 rồi. 14, 15. Rồi, các bạn ơi, các bạn đừng chạy lên nữa nha. Mình nhường cơ hội cho bạn ở phía dưới này.
Mời cái anh mang ghế kìa, chỗ anh cầm ghế lên luôn kìa. Rồi. À, bạn áo xanh, xin mời bạn. Và anh đeo mắt kiến ạ, xin mời anh. Là 13. Rồi. Rồi 18 rồi, 18 được rồi. Rồi 18. Rồi chúng ta ngồi xuống và theo dõi nữa nha. Cổ vũ cho các bạn ở trên này. Rồi mỗi bạn sẽ nhận một cái bong bóng. Làm gì từ từ biết. Phải nói không là hôm nay các tướng quân của chúng ta ai cũng nhiệt tình, ai cũng muốn được nhận quà hết và ai cũng muốn được lên sân khấu tham gia, nhưng mà số lượng có hạn thôi. Cho nên là tụi mình ngồi ở dưới thì mình sẽ cùng nhau cổ vũ với các bạn ở trên này nha. Rồi cảm ơn các bạn ở phía dưới rất là nhiều. Rồi, trời ơi, hai bạn nữ này lẻ loi quá, cho vô chính cửa đứng đi. Đứng đây tội quá. Rồi. Giờ còn dư được khoảng 3 cái bong bóng, ba bạn nữa đi. Nữ vô đây, nữ vô đây. Thôi các bạn đừng chạy lên, các bạn đừng chạy lên, các bạn đừng chạy lên. Các bạn đừng chạy nha. Nhường cơ hội cho bạn ở giữa. Xin mời bạn áo xám, là xin mời bạn. Hoàng Vũ ơi, dừng lại, bong bóng bị bể rồi. À vậy hả, rồi thôi đủ rồi, thôi bạn lên đi, đủ rồi. Đủ. Không sao, xin lỗi các bạn, là bong bóng bị bể. Rồi đây gửi lại cho bạn. Chúng ta sẽ trừ hao lại bong bóng bị bể nha. Nhiệm vụ các bạn thổi bong bóng lên. Và cột bong bóng lại. Các bạn chúng ta lưu ý là cột bong bóng thật là chắc, nếu trong quá trình tham gia mà nó bị xì hay bị bể là lỗi của các bạn nha. Bể rồi hả? Rồi rồi rồi. Bạn nào chưa có dây thun mà. Rồi. Các bạn lưu ý chúng ta đừng thổi bể bong bóng nha. Hết bóng chơi rồi. Đây. Giữ bong bóng của mình cho chặt nha. Nhỏ lớn là tùy các bạn chưa biết được là lớn hay là nhỏ thì mới giành chiến thắng được đâu. Hãy cứ cố gắng hết sức thổi đi. Cố lên. Bong bóng cam, cố lên. Trời ơi, chút xíu sao chơi. Rồi. Xong chưa? Đầy đủ chưa? Các bạn cột dây thun hết chưa? Rồi. Giờ các bạn màu cam kia thổi được chưa bạn? Thổi được chưa? Chút xíu sao chơi trời ơi. Rồi, bạn nào thổi xong bong bóng rồi giơ cao lên ơi. Vô wow. Lên. Bây giờ các bạn cột vào cổ chân của mình. Rồi, cột vào cổ chân. Từ bây giờ, bong bóng của bạn nào bị bể, xem như là thua cuộc. Hoàng Vũ ơi, cái này mình có còn phải mở dép ra chơi không? Các bạn vui lòng bỏ dép ra đi. Rồi, chúng ta bỏ dép ra nha. Đây là một trận đại chiến bong bóng. Đó. Các bạn nữ ơi, cố lên. Các bạn nữ phải xông vào vô nha. Xong chưa? Rồi bạn... Đó là chiến thuật của người ta. Thấy không? Người ta chọi anh màu hồng xong chưa anh? Chờ anh một chút xíu. Rồi. Luật chơi của các bạn như sau. Các bạn phải làm sao bảo vệ quả bong bóng của mình và đạp bể bong bóng đối phương sau hiệu lệnh bắt đầu đã nha, đừng đạp liền giờ. Các bạn làm sao đạp bể bong bóng người ta, giữ bong bóng của mình và không được vượt ra khỏi là ngang này. Được không ạ? Các bạn không được chạy xuống dưới là thua. Và các bạn lưu ý là chúng ta cũng không lấn ra phía sau nhiều nha. Các bạn tiến lên một xíu đi ạ. Rồi các bạn tiến lên. Không lấn, không chạy ra phía sau và không chạy đằng trước. Nếu bạn nào chạy đằng trước coi như mình thua. Và trò chơi này chúng tôi chỉ trao quà cho bạn nào giải nhất mà thôi. Vì thế cuộc chiến sẽ rất là khốc liệt. Chỉ có giải nhất mà thôi. Chuẩn bị. Rồi. Làm sao đạp bể bong bóng đối phương và giữ bong bóng mình lại. Bắt đầu. Rồi. Ê, không nhảy xuống, bạn ơi, bạn nhảy xuống rồi, bạn thua cuộc rồi. Bạn ơi. Rồi, bạn này thua cuộc rồi. Rồi, bạn nào mà nhảy xuống là bạn đã nhảy xuống rồi. Ê, các bạn chúng ta không lớn ra phía sau nha. Các bạn không lớn ra phía sau, các bạn không lớn ra phía sau. Rồi. Các bạn bóng rồi đi xuống rồi. Rồi. Tiến ra phía trước, không lớn ra phía sau. Các bạn không lớn ra phía sau. Rồi, bạn nào đã có bó bong bóng rồi, xin mời các bạn ra ngoài. Rồi, dừng lại. Dừng lại. Những bạn nào có bong bóng, tiến ra phía trước ạ. Tiến về phía trước ạ. Bạn nào không có bong bóng đi lên trên. Có bong bóng đi xuống. Trời, hai bạn nữ bị loại sớm vậy luôn á hả? Rồi. Sao cột cao như vậy?
Rồi. Với lại còn đúng không? Các bạn ơi, chúng ta chơi nhưng mà cẩn thận giùm mình những cái thiết bị âm thanh với lại ánh sáng ở đây nha. Chuẩn bị. Bây giờ chúng ta đổi đi. Sẽ không chơi bằng cách này nữa. Các bạn sẽ đổi bằng cách lấy bong bóng ra. Và sau khi nghe tiếng đếm của MC 1, 2, 3, các bạn sẽ dùng mông đập. Bạn nào đập nhanh nhất các bạn là sẽ chiến thắng. Là các bạn sẽ để bong bóng, dùng mông để đập của mình. Rồi mời các bạn xếp hàng ngang ạ. Đúng ạ. Rồi chưa nha, các bạn xếp hàng ngang đi ạ. Rồi các bạn ngồi xích ra, ngồi xích ra. Bây giờ các bạn sẽ để bóng ở phía dưới và dùng mông làm bể. Bạn nào làm bể đầu tiên sẽ là người chiến thắng. Dùng mông nha. Dễ vậy luôn hả? Rồi 1, 2, 3. Rồi xong, thấy chưa? Tôi biết mà, tôi biết mà, làm bể cùng lúc mà. Thấy không? Suối bậy, suối bậy. Nói giỡn thôi, tất cả các bạn đều sẽ nhận quà. Rồi. À, chúng bạn ở phía dưới đây các bạn sẽ nhận được quà. Và cảm ơn các bạn phía trên nha. Chúng ta kém may mắn hơn chút xíu đúng không? Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và sẽ được gửi phần quà cho những bạn trên đây ạ. Rồi, cảm ơn các bạn. Các bạn chúng ta lấy dép về nha. Rồi, xin mời các bạn nhận quà nhé. Rồi, các bạn đứng đây ạ. Những chiến binh còn lại. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Một cuộc đại chiến bong bóng khá là khốc liệt. Và chúng ta còn lại những người bạn này trên sân khấu. Rồi, cảm ơn các bạn nha. À, một lần nữa vỗ tay cho họ đi ạ. Chúc mừng các bạn. Rồi, các bạn thân mến, và chúng ta sẽ quay trở lại với chương trình chính thức của Đại hội Lão Hoành trong ít phút nữa. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta cùng hướng mắt về màn hình sân khấu để xem một đoạn clip đã được chuẩn bị từ ban điều hành của Ban Quy Cửu Hành. Xin mời các bạn.
Ta quen nhau đã bao lâu rồi, hỡi đêm đêm có hay mà giọt buồn hoài vương trên môi mặn đắng. Đã bao lâu rồi, hỡi đêm sao vẫn mãi đêm dài, để mình ta vẫn còn tim khô cằn giá. Các bạn thân mến, và chương trình Đại hội Lẩu Hành xin phép được bắt đầu.
Xin hân hoan chào mừng toàn thể các tướng quân đang đến với đại hội lẩu hành được tổ chức tại nhà thi đấu Nguyễn Du. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình, Lê Mai và Hoàng Vũ xin được cảm ơn tất cả các tướng quân ngày hôm nay đã không ngại mưa gió, không ngại đường xa, đã đến tham dự chương trình từ rất sớm. Và một lần nữa xin được cảm ơn tất cả các tướng quân. Các tướng quân thân mến, sau hơn nửa năm thì chương trình đại hội lẩu hành của chúng ta đã quay trở lại trong sự chào đón nồng nhiệt của hơn 2.000 tướng quân Ba Quy. Đại hội lẩu hành được xem là ngày hội lớn trong năm nhằm tôn vinh các game thủ của Ba Quy cử hành. Và đồng thời đây cũng là dịp để mà ban điều hành chia sẻ những kỷ niệm và giới thiệu những tính năng hấp dẫn về phiên bản mới của Ba Quy cử hành sẽ được ra mắt vào tháng 8 sắp tới đây. Ngoài ra thì trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng theo dõi và cổ vũ cho một trận tranh tài giữa hai cái tên Delay và Night Owls. Sau chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ với các thí sinh đã đoạt được giải cao nhất của cuộc thi Miss Ảnh Cử Hành 2014 được tổ chức vào tháng 4 vừa qua. Bên cạnh đó chúng ta sẽ cùng nhau giao lưu với hai khách mời của chương trình này, đó chính là ca sĩ Tiêu Châu Như Quỳnh và ca sĩ Quốc Thiên. Và chắc chắn là một bật mí nữa mà không thể nào không tiết lộ đến với các tướng quân, đó là chúng ta sẽ có những phần bốc thăm may mắn trong chương trình. Và giải thưởng bốc thăm may mắn cao nhất ngày hôm nay đó là một dàn máy vi tính trị giá 15 triệu đồng dành cho các tướng quân. Và ai sẽ là người sở hữu phần quà này thì chúng ta sẽ cùng nhau chờ đón ở phần sau của chương trình nhé. Đầu tiên chúng ta xin được hỏi các bạn còn giữ những lá thăm để bốc thăm không ạ? Bởi vì khi mà vào cổng các bạn sẽ được những phiếu bốc thăm và các bạn sẽ chọn dự đoán của mình là đội nào sẽ giành chiến thắng giữa Delay và Niles. Thì các bạn sẽ bỏ thăm vào trong cái thùng đó và chúng tôi sẽ bốc thăm để mà chọn ra những giải thưởng của chương trình này. Đồng thời thì chúng ta sẽ có một giải rất là hấp dẫn là một dàn máy vi tính trị giá 15 triệu đồng đang chờ các bạn. Và bây giờ dùng một tràng pháo tay để chúng ta bắt đầu chương trình được không ạ? Rồi, cảm ơn các bạn. Và mong là các tướng quân của chúng ta sẽ giữ được nhiệt huyết và khí thế này cho đến phần cuối của chương trình. Để ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chơi hết cỡ và quậy hết mình có được không ạ? Vâng, để tạo sự hấp dẫn mới lạ, độc đáo và gây cấn cho game Ba Quy Cử Hành thì ban điều hành đã luôn nghiên cứu và cập nhật những tính năng mới nhất để xây dựng Ba Quy Cử Hành ngày một phát triển hơn. Vâng, sau đây thì xin mời các tướng quân của chúng ta sẽ cùng hướng mắt lên màn hình sân khấu để cùng theo dõi những thông tin sẽ có trong phiên bản mới ra mắt vào tháng 8 năm 2014 của game Ba Quy Cử Hành. Cuối đời Đông Hán, các quân hùng tranh đoạt lẫn nhau, loạn thần tặc tử nhiều vô số kể. Tam quốc phân tranh, các chư hầu công thành chiếm đất. Giặc cướp nổi loạn khắp nơi. Sinh linh lộ thánh, mạng người như cỏ rác. Thiên hạ sẽ thuộc về ai? Chư hầu ham mê phú quý, vơ vét sản vật, tha hồ hưởng thụ. Anh hùng khắp nơi trỗi dậy, triệu tập hiện tại, diệt gian thần phò minh quân. Tư quân được tiên nhân mách bảo, Vô Tự Thiên Thư có vô số binh pháp và mưu kế. Đó chính là con đường tắt để thiên hạ thái bình. Phiên bản mới, công thành chiến, trận chiến của những mạnh tướng Điển Vi, Hạ Hầu Đôn, Tư Mã Ý, Trương Phi, Quan Vũ và các lượng, Chu Thái, Chu Du, Tôn Sách. Thành hay là bại chỉ trong phút chốc.
Cát Tường, Thiên Viêm, Bạch Long. Thần khí Thiên Lôi Vũ Tôn. Tử Hoàng Cầu Hồn Đoạn Phách. Chiến đấu đến cùng, lên ngôi vườn đế, phiên bản mới, công thành kiến. Wow, một phiên bản mới rất là hấp dẫn, công thành chiến. Và chắc chắn rằng phiên bản mới này sẽ mang đến một làn gió mới cho game Barbie của Hành. Và hy vọng rằng tất cả các tướng quân sẽ luôn đồng hành và ủng hộ cho game Barbie của Hành nhé. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với chương trình và đến với phần mà tất cả các tướng quân đang rất mong chờ. Đó là phần bốc thăm may mắn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần bốc thăm cho 6 giải khuyến khích. Đó là củ hành bom cộng với bao củ hành VIP sao vàng. Rồi bây giờ thì chúng tôi xin được mời thùng phiếu từ chương trình. Và lúc nãy các bạn đã bỏ phiếu vào hai thùng để bình chọn cho Delay và Nio. Thì chúng tôi cũng sẽ bốc thăm mỗi thùng là 3 phiếu để có sự công bằng cho những ủng hộ, những người ủng hộ cho cả hai đội. Xin mời thùng phiếu từ chương trình ạ. Rồi chúng ta có thể đưa cao những tờ phiếu lên được không ạ? Wow. Phiếu đâu? Rồi thấy phiếu các bạn rồi. Chúng ta sẽ có 6 giải bao gồm củ hành bông và bao củ hành VIP sao vàng. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tiến hành bốc thăm. Bây giờ có bạn nào giúp Hoàng Vũ lên bốc thăm không ạ? Một bạn bất kỳ đi, mời bạn nào cũng được ạ. À, xin mời bạn. Bạn lên hỗ trợ cho Hoàng Vũ trong việc bốc thăm nhé. Bạn sẽ bốc 3 lá thăm của Delay và 3 lá thăm của Nio. Rồi bây giờ là 3 lá thăm của Delay. Rồi mình không nhìn vào nhé. Sóc đều lên. Rồi đã có 2 lá thăm rồi ạ. Và lá thăm bây giờ bạn sẽ hỗ trợ chúng tôi trong việc đọc những lá thăm này. Đây là lá thăm đầu tiên. 2487. 2487. Tướng quân nào đang giữ con số 2487 ạ? Nếu như mà chúng tôi hô con số này 3 lần mà không có tướng quân nào lên sân khấu thì chúng tôi sẽ hủy lá thăm này. Có không mấy bạn? 2487. 2487. 2487 lần thứ nhất. 2487 lần thứ hai. 2487 lần thứ ba. Rồi, chúng tôi sẽ hủy lá thăm này. Rồi, tiếp theo ạ. Bạn hủy giùm mình đi. Bạn xé lá thăm này giùm mình. Rồi, xé lá thăm. Tiếp theo. Rồi. 2593. 2593. 2593. 2593. Có hay không? 2593. Khán giả tốt bụng quá kêu hủy đi, hủy đi. Mấy bạn nói gì? Hủy. Rồi chúng ta sẽ làm đúng quy luật nha. 2593 lần thứ nhất. 2593 lần thứ hai. Các bạn rồi, các bạn đi lên rồi. Bạn ạ. Rồi, bạn áo trắng đang bước lên để nhận về củ hành bông và bao củ hành VIP sao vàng. Rồi. Với con số 2593. Và người bạn tiếp theo. Một chín bốn bốn. Một chín bốn bốn. Một chín bốn bốn. Có rồi phải không ạ? 1944, à, một tướng quân nữ ạ. À. Bây giờ bạn sẽ bóp lại một lá thăm của Delay. Rồi, bạn bỏ lá thăm luôn bây. Bỏ đi ạ. Lá thăm mang số 0451. 0451. 0451. Có không ạ? Xin mời bạn. Bạn có con số 1944 đâu ạ, à. Xin mời bạn sẽ lên sân khấu nhé. Bây giờ là thùng phiếu của Nio. Bạn sẽ xoáy đều lên và chọn ra 3 thăm nhé. 2 3
3. Bây giờ bạn giúp cho Hoàng Vũ đọc lần nhớ thăm này. 0537 0537 0537 0537 có không ạ? 0537 lần thứ nhất. 0537 lần thứ hai. Và 0537 lần thứ ba. Chúng ta hủy lá thăm đi. Chúng ta sẽ hủy lá thăm. Lá thăm tiếp theo mang số 1208. 1208. 1208. 1208. 1208 lần thứ nhất. Ở phía bên này có không ạ? Có không ạ? Rồi, xin mời bạn. Có rồi, có rồi. Rồi. Một bốn năm một. Một bốn năm một ạ. Một bốn năm một. Một bốn năm một, xin mời bạn. Với lá thăm này thì em xin mời ban tổ chức xác nhận giùm em ạ. Rồi, và trong khi chờ đợi thì bạn cũng sẽ tiến hành bóc thêm một lá thăm nữa của bên đội Now On. Rồi, sẽ được công bố lá thăm tiếp theo. Và xin mời bạn. 1342. 1342. Xin lỗi các bạn là vì lá thăm lúc nãy không hợp lệ nên là chúng ta sẽ hủy lá thăm mang số 1451. Xin được hỏi lại 1451 có không ạ? 1451 các bạn có không ạ? Dạ, tại vì lá thăm lúc nãy sai mất một số nhưng mà bạn sơ suất thì bạn cũng lên luôn. Thì bây giờ chúng ta sẽ hủy lá thăm này. Rồi, và vừa rồi thì chúng ta vừa bóc lá thăm 1342. 1342. Rồi, xin mời bạn sẽ nhanh chân lên sân khấu nha. Và chúng ta sẽ bốc thêm một lá thăm ở thùng phiếu Night Owls. 1088. Chỗ tên đẹp nè, tên nhóm nhạc luôn nè, 1088. 1088. 1088. 1088. Có không bạn? 1088. 1088 lần thứ nhất. Lần thứ nhất. 1088 lần thứ hai. 1088 lần thứ hai. 1088 lần thứ ba. Và chúng ta hủy lá thăm này. Và tiếp tục với một lá thăm tiếp theo nhé. Giải khuyến khích mà đã khó như vậy rồi, lát nữa giải cao nhất rồi sao ta? Giải khuyến khích của chúng ta là củ hành bông và bao củ hành VIP sau này. Không có cốt. Đây là một lá không có cốt. Các bạn đã bỏ nhầm vào phiếu đổi cốt chứ không phải là phiếu bốc thăm trúng thưởng. Xin mời ạ. Rồi, xin mời tiếp theo ạ. Rồi, mời bạn. 2700. 2700. 2700. 2700 bên này có không ạ? Rồi, khó khăn quá, phải leo xuống luôn. Rồi, nhanh chân lên sân khấu nhé. Rồi, xin mời bạn cho mình kiểm tra. Và xin mời những phần quà từ ban tổ chức. Xin cảm ơn hai thùng phiếu. Và sẽ được mời đại diện của game Bao Quy Củ Hành sẽ lên sân khấu để trao những củ hành bông cho các bạn. Và xin được mời đại diện của ban điều hành Bao Quy Củ Hành sẽ lên sân khấu trao những phần quà cho các bạn. Của hành VIP sau này thì các bạn sẽ liên hệ với ban tổ chức ở phía bên dưới để nhận về phần quà dành.
chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho 6 tướng quân đầu tiên đã nhận về củ hành bông và bao củ hành phía sau bạn ngày hôm nay. Rồi xin mời các bạn chúng ta cùng nán lại để cho bạn lưu niệm nhé. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và xin mời các bạn chúng ta di chuyển, các bạn ơi, chúng ta di chuyển về phía bên tay phải để mà gặp ban tổ chức đổi phần quà. Rồi cảm ơn các bạn. Vâng, như vậy là một lần nữa xin được chúc mừng cho 6 tướng quân. Và chúng ta vẫn nên nhớ là chúng ta vẫn còn một dàn máy vi tính trị giá 15 triệu đồng ở phía sau của chương trình. Cho nên là chúng ta sẽ cùng nhau nán lại để chờ phần bốc thăm may mắn này nha. À, người ta hay gọi vui vui là đừng không có việc gì phải xoắn đúng không? Mình cứ từ từ đi, chờ đi. À, lát nữa thôi chúng ta sẽ bóc ra vàng máy vi tính trị giá 15 triệu đồng. Biết đâu mình không được giải này mà được giải cao hơn thì sao, các bạn chờ đợi nha. À, bây giờ thì Hoài Vũ sẽ khoe tài thơ một chút xíu nè. Giang hồ sóng lớn trôi về đâu, thập phái phân tranh bạc mái đầu, anh hùng quyết chí tranh thiên hạ, đại hiệp củ hành giữa phong ba. Thấy thơ này quen không? Quen không? Ở đâu mà quen? Đó là của... Các bạn đồng thanh nha, đó là của... Chính ta đúng không? Chính xác, các bạn rất là giỏi. Đó là 4 câu thơ trong một game mới đã ra mắt vào đầu tháng 7 vừa qua. Và ngày hôm nay không chỉ với sự tham gia của Ba Quy Củ Hành mà chúng ta cũng chào đón các tướng quân của game 9K truyền kỳ. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe một ca khúc chính thức của game 9K truyền kỳ, ca khúc Người Về Nơi Đâu. Và hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón Tiêu Châu Nhớ Quân. Lặng dấu buồn thương.
Xin vui vẻ cảm ơn rất nhiều. Jazzy on. Talk dirty to me. Talk dirty to me. Talk dirty to me. Get jazzy on. Vừa đến với tiết mục đặc biệt của 5 người đẹp trong cuộc thi Miss Ảnh Cửu Hành 2014. Và một lần nữa dành cho Hồng một tràng pháo tay thật lớn đây các bạn. Và xin được mời 5 Miss Ảnh Cửu Hành 2014, chúng ta sẽ cùng ở lại sân khấu nha. Rồi ôi, 5 Miss đẹp quá. Lúc này chưa bao giờ thấy mà Thanh Mai xấu vậy luôn á. Sao mà bạn chọn với tôi mà bạn chê tôi như vậy? Được thôi, các bạn thân mến, chúng ta đang được gặp lại top 5 của cuộc thi Miss Ảnh Cửu Hành 2014. Và nhằm tạo sân chơi cho các nữ game thủ của 5 sản phẩm là 2S, 2U, Bawi, Gunny và Boom, thì từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 22 tháng 5, Cửu Hành.vn đã tổ chức cuộc thi ảnh Miss Ảnh Cửu Hành 2014 để các nữ game thủ của chúng ta cùng tranh tài khoe sắc. Và trong hơn một tháng thì cuộc thi đã trải qua 2 vòng thi ảnh cùng với vòng thi tài năng.
Và cuộc thi thi này cũng đã hội tụ hàng ngàn gương mặt các mỹ nữ của chúng ta trên khắp mọi miền đất nước. Và không chỉ là khoe tài khoe sắc mà các bạn còn thể hiện được sự tự tin cũng như là cá tính của mình trong vòng thi này. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trao giải cho những mỹ nữ đã đạt được những thành tích cao nhất tại cuộc thi Miss Ảnh của 2014. Chúng ta có những giải thưởng như sau: mỹ nữ tài năng, mỹ nữ thân thiện, mỹ nữ phong cách, đệ tứ mỹ nữ, đệ tam mỹ nữ, đệ nhị mỹ nữ và đệ nhất mỹ nữ. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tiến hành đến với phần vinh danh và trao giải cho các giải thưởng phụ. Xin được chúc mừng mỹ nữ tài năng Dương Thị Thúy Hồng. Giải mỹ nữ thân thiện thuộc về mỹ nữ Mai Trần Nhật Tiên. Và giải mỹ nữ phong cách xin được chúc mừng Phạm Thị, xin được chúc mừng Trần Huỳnh Như. Và với mỹ nữ này xin được kính mời đại diện của ban quản lý của hành sẽ trao giải thưởng với các danh hiệu mỹ nữ tài năng, mỹ nữ thân thiện và mỹ nữ phong cách. Và một lần nữa xin được chúc mừng cho mỹ nữ tài năng Dương Thị Thúy Hồng, mỹ nữ thân thiện Mai Trần Nhật Tiên, mỹ nữ phong cách Trần Huỳnh Như. Một lần nữa dành một tràng pháo tay để chúc mừng cho những mỹ nữ đã đạt được những danh hiệu của cuộc thi Miss Ảnh Cử Hành 2014. Mỹ nữ tài năng, mỹ nữ thân thiện và mỹ nữ phong cách. Và một lần nữa xin được mời anh Nguyễn Anh Tuấn xin nhắn lại sân khấu để chúng ta sẽ trao những giải thưởng tiếp theo ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chúc mừng đệ tứ mỹ nữ, đó là bạn Phạm Thị Duy Linh của Game Genie. Nhưng ngày hôm nay thì Duy Linh đang ở xa nên là không đến tham dự được. Vì thế chúng tôi sẽ gửi phần quà này, giải thưởng này đến tận tay của bạn Duy Linh. Và xin được chúc mừng cho đệ tam mỹ nữ, bạn Trương Phạm Nhất Khánh của Game Genie. Xin được chúc mừng bạn Trương Phạm Nhất Khánh của Game Genie. Và đệ nhị mỹ nữ. Các hạng chúng ta vẫn không quên những bước nhảy rất là cá tính, rất là chuyên nghiệp của đệ tam mỹ nữ bạn Trương Phạm Nhất Thanh. Và hãy cùng chúc mừng bạn Trương Phạm Nhất Thanh một lần nữa nào. Tiếp theo, chúng ta đến với giải thưởng đệ nhị mỹ nữ. Và xin được chúc mừng đệ nhị mỹ nữ bạn Mai Xuân Quý Vi của Game Hai You. Nữa xin được chúc mừng bạn Mai Xuân Thúy Vi với danh hiệu đệ nhị mỹ nữ. Và bây giờ là lúc chúng ta cùng chúc mừng cho đệ nhất mỹ nữ, đó là bạn Trần Huỳnh Như. Và cô nàng được cộng đồng yêu thích với nickname là Như Henry. Và bạn Trần Huỳnh Như đại diện cho Game Ba Quy Củ Hành đã đạt được danh hiệu đệ nhất mỹ nữ. Một lần nữa với đàn pháo tay thấp cơn lớn của bạn hả? Xin được chúc mừng cho những Miss đã đạt được những giải thưởng cao nhất của Miss Ảnh Cử Hành 2014. Và chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa để ngày hôm nay để chúc mừng các mỹ nữ của chúng ta nhé. Chúc mừng các mỹ nữ và xin được cảm ơn anh Nguyễn Anh Tuấn đại diện cho nhà phát hành Game Ba Quy Củ Hành. Xin được cảm ơn anh Nguyễn Anh Tuấn và xin được một lần nữa chúc mừng cũng như là cảm ơn sự góp mặt của những Miss Ảnh Củ Hành rất là xinh đẹp trong chương trình ngày hôm nay. Các bạn thân mến, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ còn một hoạt động rất là thú vị, rất là gây cấn. Các bạn có biết là gì không ạ? Đó là trận chiến nảy lửa giữa hai cái tên Delight và Nios. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chào đón đội đầu tiên, đó là Delight.
Delay. Vâng, họ chính là đội Delay. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau giao lưu với họ một chút xíu. Không biết là bây giờ chuẩn bị bước vào trận đấu này thì các bạn có cảm thấy run không? Hơi run ạ. Hơi run, vậy là run cả hội luôn hả? Rồi, năm bạn trên sân khấu đều run đúng không ạ? Mình nghĩ là bao nhiêu phần trăm mình sẽ giành chiến thắng trước đối thủ của mình đây? Tai ôi rất là mạnh nên chúng em không thể khinh thường được nên là khoảng 57%. 57%? Ủa sao số lẻ vậy? Sao số lẻ vậy? Dạ, thích số lẻ. Thích số lẻ. Rồi, và không biết là đội của mình thì đánh giá đội Nine Oz như thế nào ạ? Dạ, cũng thường thôi. Cũng thường thôi. Trời ơi! Tôi thích bạn rồi đó, tôi thích rồi đó, đi thi mà mình có một cái sự tự tin như vậy là tốt. Bây giờ bạn nói lại cái câu cũng thường thôi mà chảnh chảnh lên chút xíu đi. Rồi, bây giờ xin mời bạn. Xíu, nè hả? Thường thôi. Dễ thương quá, dễ thương quá. Bây giờ thì đội Delay sẽ thể hiện sự quyết tâm của mình, được không? Rồi. Chuẩn bị. 1, 2, 3. Yeah. Delay, họ là Delay và bây giờ chúng ta chào đón đội thứ hai, đó là Nine O's. Và các bạn ơi, nếu như mà đội Delay của chúng ta chỉ là tự tin 57% thì Nine O's các bạn tự tin bao nhiêu phần trăm ạ? Bao nhiêu ạ? Bên kia là 57%, bây giờ đội của mình là bao nhiêu? Dạ 58. Trời ơi, này 49 gặp 50. Thôi chơi dằn mặt chơi 58 số hơn chút xíu vậy, bên kia có hơn không? Có đấu giá không? Có đấu giá không? Bên kia 58 rồi, giờ tự tin hơn được nhiêu không? 57.7. Nhiêu? 57.7. Sao kỳ vậy? Sao dưới cơ vậy? Đội bên kia các bạn đánh giá là đội Delay họ mạnh nhất ở điểm nào? Em cũng công nhận điều đó nhưng mà bây giờ đã muộn rồi. Bây giờ là team em. Là mạnh nhất ở điểm nào? Mạnh nhất ở điểm nào thôi? Mọi mặt. Ủa, mọi mặt bên kia đều mạnh hết hả? Vậy thì mình nghĩ là mình có hơn họ được cái gì không? Nhậu. Công nhận là trả lời cũng ăn nhập dữ. Trời ơi, trả lời muốn rớt cái mic luôn vậy đó, nhậu hết. Nãy bên kia họ khiêu khích là trời cũng thường thôi, thì bên mình khiêu khích bằng cách nào đây? Có cách nào mà mình tấn công đối thủ lại về mặt tâm lý không? Cũng được. Cũng được rồi, xin mời bạn. Khiêu khích đối thủ đi. Yeah. Yeah. Bây giờ mình làm mà mình làm cả hội nó mới đẹp nè. Chuẩn bị nha, 1, 2, 3 mình ve lại nha. Chuẩn bị. 1, 2, 3. Bên đây thì sao? Có đối lại không? Kệ đi Phong. Rồi, âm thầm trả thù sao phải không? Bây giờ xin mời hai đội chúng ta sẽ thực hiện một nghi thức rất là quan trọng. Đó chính là bắt tay giao hữu đi. Trời, mai bắt tay giao hữu mà vậy nè. Coi chừng tao nha, coi chừng tao nha. Ghê quá. Và một trận chúng ta dành cho hai đội đi ạ. Để họ vào vị trí thi đấu của mình. Xin mời hai đội. Và đội Delay sẽ là đội thi đấu ở phía bên tay trái của sân khấu. Và đội Nine O's sẽ là phía bên tay phải của sân khấu. Bây giờ mình thử lửa chút xíu. Ở đây ai bình chọn cho Delay hả? Rồi, bây giờ ai cổ vũ cho Nine O's hả? Ủa, vậy là Nine O's nhiều hơn hả? Mình thử lại đi, Delay! Oh! Nine O's! Cũng nhiều hơn. Không sao, mình lấy tinh thần và thi đấu tiếp nha.
Các bạn thân mến, và có một cái thông tin mà tôi biết chắc là các tướng quân của Ba Quy Củ Hành đã rất là quan tâm. Đó là thông tin về giải đấu 3 tỷ, đúng không ạ? Đây là một giải đấu danh giá và lớn nhất của Ba Quy Củ Hành. Có tất cả là 6.000 chiến đội tham gia trên cả nước. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ theo dõi một trận chiến giao hữu giữa hai đội được xem là mạnh nhất của hai khu vực Hồ Chí Minh 1 và Hồ Chí Minh 2, đó là D-Lite và Nios. Nhưng mà chúng ta cũng cần thiết khi nhìn lại những thông tin về giải đấu 3 tỷ này. Xin mời quý vị chúng ta cùng hướng mắt về màn hình sân khấu để xem lại những thông tin về giải đấu 3 tỷ. Vâng, chúng ta vừa đến với những thông tin về giải đấu 3 tỷ. Và chúng ta trước khi đến với trận thi đấu giữa D-Lite và Nios thì các bạn chúng ta thư giãn một chút xíu nha. Trong khi mà để hai đội chúng ta chuẩn bị cho trận thi đấu của mình thì mình thư giãn chút xíu. Và bây giờ thì chúng tôi muốn thử lửa cho tất cả các tướng quân có mặt ngày hôm nay ạ. À. Rồi có thể cùng tham gia có được không ạ? Giờ mình xìu quá vậy. Sao mà xìu dữ vậy? Nhưng tới giữa chương trình cái mình xìu quá rồi lát nữa. À, cái giải thưởng cao nhất 15 triệu vàng máy vi tính ai rinh về nhà ta? Em liền nhanh lập tức. Rồi các bạn chúng ta nhớ giữ lại những cái lá phiếu nha. Để mà lát nữa sẽ bốc thăm may mắn. Rồi. À, bây giờ mình có một trò chơi nhỏ nhỏ các bạn tham gia không? Tham gia không? Sao xìu hết trơn rồi, các bạn tham gia hay không? Có phải không? Rồi, bây giờ thì Thanh Mai giúp Hội Vũ chọn ra khoảng 10 bạn nha. Rồi, 10 bạn. Đây là cái công việc khó khăn nhất ngày hôm nay mà Thanh Mai phải đảm nhiệm. Rồi, mời bạn áo đỏ này đi ạ. À. Rồi, mời bạn áo xám này luôn. Rồi, bạn mặt mặt đó, bạn, đúng rồi, bạn. Rồi, hai bạn rồi, bạn áo xanh này, rồi. Bạn áo trắng cầm nón, rồi. À, bạn xanh mặc áo đoàn đúng không? Rồi à, bạn đúng rồi, bạn á à, rồi à, bạn ở phía sau mặc hai áo. Rồi, mời bạn 2, 2, 4, 5, 6, 7 rồi. Rồi, Vũ ơi, Vũ chọn đi, Vũ, ba bạn. Thôi Mai cứ chọn đi, cho Mai chọn toàn quyền đó. Trời ơi, cái nhiệm vụ khó khăn quá. Mấy bạn ghét tôi thì sao? Tôi không chọn mấy bạn ghét tôi. Bên đây nữa nè. Rồi, bên đây ha. Rồi, bạn áo trắng mang kính này. Xa xa đi ha. Bạn mang cái chai này rồi. Bạn áo đỏ luôn, rồi. Rồi. Rồi, bây giờ các bạn lên đủ rồi, phải không? Trò chơi này thử phản ứng nhanh của mấy bạn nha. Khi mà mình nói đến bộ phận nào trên gương mặt, các bạn để tay lên bộ phận đó. Được không? Nhớ nha, coi chừng bị lụi nha. Ai đặt sai xem như tự động đi về chỗ không nhận quà. À, mình chỉ chơi ba chỗ đơn giản nhất là trán, cầm và tay. Được không ạ? Rồi. Các bạn chúng ta tập thử nha. Trán, cầm, tay. Trán, cầm. Tôi thấy ông anh kia kìa. Cái trán đâu đây ông anh? Lại, trán, cầm tay, trán, cầm tay, trán tay, trán cầm tay, trán tay, trán cầm tay. Đó, bắt đầu ha. Loạn liền. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ loại từng đối thủ, ba bạn bước lên. Ba rồi. Bạn thi trước đi. Rồi, mời bạn. Chỉ cần sai bất kỳ một chỗ nào thôi các bạn coi như bị thua nha. Chuẩn bị.
một, hai, ba. Tráng cầm tay, Tráng cầm tay, Tráng tay, Tráng cầm tay. Rồi xong rồi, quýu luôn không? Không, rồi phải chậm lại phong. Rồi, hai, ba. Tráng cầm tay, Tráng cầm tay, Tráng tay, Tráng cầm tay, Tráng tay, Tráng cầm tay. Rồi, nhớ chưa? Bây giờ bắt đầu loại nha, nhanh nha. Một, hai, ba. Tráng cầm tay, Tráng cầm tay, Tráng tay, Tráng cầm tay, Tráng tay, Tráng cầm tay. Ông anh này làm bùa. Ông anh này không biết làm gì luôn. Nói chung chẳng hay đúng hết trơn á. Rồi mời các bạn về lại vị trí. Rồi xin mời ba bạn tiếp theo, bốn bạn tiếp theo luôn. Rồi đây để Mai hô cho. Mai hô đi. Rồi, khó đó là nha. Rồi chuẩn bị nha. Tay đâu? Sẵn sàng. Tráng cầm tay, Tráng cầm tay, Tráng tay, tay cầm tay, Tráng tay, tay cầm tay. Bạn áo đỏ như rửa mặt vậy đó. Không biết gì lại luôn. Lại đi, lại nha, lại lần lại nha, tập trung nha, dễ bị điên lắm á. Cái trò này dễ bị điên lắm. Hứa danh dự lần này đọc chậm luôn. Rồi. Hai, ba. Tráng cầm tay, Tráng cầm tay, Tráng cầm tay, Tráng tay, tay cầm tay, Tráng tay, tay cầm tay. Bạn áo xanh như là vuốt mồ hôi vậy. Rồi, rồi mời các bạn bước lên bạn. Rồi, mời bốn bạn tiếp theo ạ. Cố lên. Trời ơi, bạn kia ngơ ngác nhìn đâu vậy? Bạn ơi, bước xuống luôn đi. Qua đây, qua đây, qua đây, rồi. Xích qua đây. Mai đi, Mai hành hạ hay nè. Rồi, Mai đọc chậm nha. Đọc chậm thôi. Hai, ba. Tráng cầm tay, Tráng cầm tay, Tráng tay, tay cầm tay, Tráng tay, tay cầm tay. Được không? Tập trung lại, tập trung lại. Thôi, chậm nha. Hứa chậm. Hai, ba. Tráng cầm tay, Tráng cầm tay, Tráng cầm tay, Tráng tay, tay cầm tay. Mấy bạn này tội quá, bạn nào cũng vuốt mặt không. Rồi cảm ơn các bạn. Bây giờ mình đến với thử thách thứ hai, cũng giống giống vậy, mà là má mình ba. Có nghĩa là sao? Má mình để ngay má, mình để ngay tim, mình nè, và ba để trên đầu. Nhớ nha. Nhớ không? Má mình ba, má mình ba, má ba, má mình ba, má ba, má mình ba. Nhớ nha. Rồi Mai, Mai hành hạ đi. Trời, cái trò này vui quá, để tôi hành hạ tiếp. Hai, ba. Má mình ba, má mình ba, má ba, má mình ba, má ba, má mình ba. Bạn áo đỏ. Hey, hey. Rồi cảm ơn các bạn đã vượt qua thử thách. Tiếp theo nhóm 4. Rồi, tìm các bạn nào mình lanh lên, tập luyện được cái sự phản xạ nhanh của mình. Rồi, lại tiếp nha. Rồi, sẵn sàng. Má mình ba, má mình ba, má mình ba, má ba, má mình ba, má ba, má mình ba. Áo trắng, ra đây chơi. Làm gì tội vậy? Hey. Như đó làm hoài. Rồi, cho đội tiếp theo. Các bạn. Thôi, lần này Hoàng Vũ làm đi. Vô. Mai chơi ác mình của mấy bạn hơn mà, đúng Mai không? Đó. Rồi. Chuẩn bị, nhớ chưa? Má đâu? Mình đâu? Ba đâu? Yeah, má, mình, ba, má, mình, ba, má ba, má mình, ba, má ba, má mình, ba. Rồi, nhanh lên. Hai, ba. Má mình ba, má mình ba, má ba, má mình ba, má ba, má mình ba. Bạn kia không biết làm nữa, ôm đầu nghỉ chơi. Rồi, cảm ơn các bạn. Nói đùa thôi, chúng ta vừa thư giãn chút xíu. Tất cả các bạn đều nhận được quà của chúng tôi. Rồi, cảm xin được mời phần quà. Rồi, xin mời những phần quà từ ban tổ chức ạ. Cái trò này các bạn về nhà tập cái phản xạ cho mình đi ha. Coi như là nãy nữa ra lấy xe có nhiều người tự nhiên đứng má mình ba, má mình ba. Nhìn là biết dấu hiệu liền á. Rồi, sẽ được trao những phần quà này và xin mời các bạn sẽ trao luôn nhé. Rồi, cảm ơn các bạn tham gia vào trò chơi của chúng tôi. Vâng, và chúng tôi mong là các bạn của chúng ta sẽ cùng nhau ở lại đến phần cuối nha. Xin được nhắc lại là vẫn còn giải thưởng quan trọng nhất của chúng ta, đó là dàn máy vi tính trị giá 15 triệu đồng đang chờ đợi một chủ nhân trong chương trình ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ với khách mời thứ hai trong chương trình ngày hôm nay.
đó là nam ca sĩ Quốc Thiên với ca khúc là Người Phương Xa Ấy. Đây cũng là một trong hai ca khúc chính thức được viết riêng cho sản phẩm Tiếng Ca Truyền Kỳ. Xin mời các bạn chúng ta cùng gặp gỡ với Quốc Thiên. Anh quay đằng sau hả? Xa ấy bao ngày qua có nhớ gì, hẹn thề xưa ta trao đồ ấy, rơi nước mắt ra sao, nỗi luyến nhớ thế nào, để nơi đây bước chân phiêu du càng xót xa. Mùa rừng chân đêm vắng trên đồi xa gió lạnh, ngoảnh về nơi khi xưa cách chia, sớm một chén sầu lệ bấm thêm dầu, ngày yêu thương ấy ôi nay còn đâu. Người phương xa giữ trăng câu thề, dù anh đang xin cảm ơn rất nhiều.
Xin được cảm ơn ca sĩ Quốc Thiên rất là nhiều. Và ngay bây giờ thì chúng ta cũng sẽ quay trở lại với phần game. Và không biết là các tướng quân còn đủ sức để chơi game nữa không ạ? Có ai muốn được bị hành banh dành trên sân khấu này nữa không ạ? Rồi, bây giờ mời 10 tướng quân nha. Sao lúc nào tôi cũng làm cái nhiệm vụ khó khăn quá. Bạn nào mà không được Mai chọn thì cũng đừng có buồn Mai nha. Chúng ta bóc vô tình bạn nào thôi. Rồi bạn áo cam, xin mời bạn áo cam này. Chói mắt quá không thấy được. Rồi bạn áo xám này. Rồi. Xin chào, xin chào. Rồi. Rồi xin mời bạn áo trắng này luôn. Rồi bạn áo đen. Bạn áo đen trên kia. Rồi. Mấy bạn khen Mai đẹp đi mấy kêu. Rồi, cảm ơn, cảm ơn. Bạn áo vàng, rồi. Rồi, mời bạn này luôn. 2, 4, 5, 6, 7. Rồi. 7 rồi đúng không? 2, 4, 6, 7. 7 rồi. Rồi, bạn áo này, bạn áo trái tim. Rồi. Rồi, 9 người rồi. Hai, rồi bạn áo trái tim nữa là đủ, bạn áo trái tim. 10 người đủ rồi. Rồi, lớp. Bạn ơi đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi. Tại vì mai kêu bạn này. À dư rồi, mình chắc là chỉ dư 10 người thôi, không có được vậy hơn. Hả? Rồi, chắc là bạn chờ chơi sau giùm mình nha. Thôi, trái tim dễ thương nha. Rồi gặp lại sau. Rồi, 10 bạn, bây giờ nhiệm vụ đầu tiên của các bạn á, mỗi người cầm cho mình một cây viết. Trời ơi, nhiệm vụ các bạn mà mỗi người phải lấy cho bằng mà được cho mình một cây viết. Rồi. Nhẹ nhàng thôi, chỉ còn đi xuống lấy cây viết đem lên. Rồi. 10 bạn vừa rồi cầm lên 10 cây viết nha. Rồi, một bạn cầm cây viết rồi. 10 cây viết. Rồi. 4 cây viết rồi. 5 cây. Có chưa? Có được chưa? 7. Hay quá, 8. Viết gì cũng được, viết được là ok rồi. Ram mực là ok rồi. Rồi, 2, 4, 6, 8, 9, 10. 10 bạn, ok. Rồi, 10 bạn. Bây giờ chúng ta chia làm hai đội đúng không Hoàng Vũ? Đúng rồi, bây giờ một đội 5 người. Các bạn chọn đội đi. Các bạn bốc thăm đội đi, hoặc là chia ra luôn đi ha. Rồi, bên này đủ chưa? 4 rồi. Chia một bạn qua đây. Rồi, đây, Mai đứng giữa cho hai đội. Rồi. À, trò chơi này để tăng sự kịch tính thì nói trước là chỉ có 2 phần quà cho 2 người chiến thắng mà thôi nha. Để tăng sự kịch tính nha. Bây giờ các bạn mỗi người nhận một tờ giấy. Rồi, hồi xưa ra. Mình đi học mình hay có viết những cái câu nếu cái gì đó thì cái gì đó đúng không? Bây giờ sẽ có 2 nhóm. Nhóm bên đây là nhóm nếu, nhóm bên kia là nhóm thì. Các bạn sẽ viết ra một mệnh đề ngẫu nhiên, chỉ cần nếu thôi. Và bên kia chỉ cần thì thôi. Mình sẽ đáp lại. Nếu bạn nào tạo nên một câu có nghĩa và thú vị nhất sẽ nhận được quà của chúng tôi. Rồi. Và tiêu chí của chúng ta là phải vừa đọc, vừa lạ và vừa điên. Đúng rồi, tại phải điên, phải dễ thương thì khán giả mới bình chọn cho các bạn nhiều nhất. Rồi. Các bạn ghi cái gì cũng được. Bên này là nếu, bên này là thì. Hình dung không ạ? À, ví dụ thì đi. Thì đi nhậu đi. Bên đây nếu trời mưa thì đi nhậu đi. Ví dụ vậy. Nhưng mà phải là vừa lạ, vừa độc, vừa điên. Đây, các bạn viết đi, viết gì đó tùy các bạn. Rồi. Nếu hôm nay tôi lột đồ, thì bên kia tôi đi tắm nắng, ví dụ như vậy. Những cái câu nó không liên quan gì đó, mà ghép lại vô tình nó liên quan. Rồi. Cái lần đó, Hoàng Vũ chơi, thế là hai anh chị đó. Chị bên đây ghi là nếu em yêu anh, bên kia thì anh cũng yêu em. Rất là ngẫu nhiên luôn, hay không? Đó. Rồi. Suy nghĩ, ủa suy nghĩ đi. Xong rồi hả? Đâu kiểm tra coi. Không có được cặp bi bài của bạn. Trời ơi, hay nè. Hả? Sao? Xong chưa? Một câu thôi, một câu thì thôi. Để mình kiểm tra. Rồi. Đây. Bên đây xong hết rồi đó. Rồi. Đứng hiên ngang là chuẩn bị chọn cặp nè. Bây giờ, bạn sẽ chọn một bạn ở đội thì để ráp lại thành câu cho mình. Bạn chọn ai? Bạn thứ ba, bạn mặc quần ngắn á hả? Bạn quần ngắn thứ ba, xin mời bạn. Vô đây biểu. Ra đây, ráp câu, ráp thành một cặp.
Ủa ghi chưa? Rồi. Trời trời, ghi có 1 miếng hả? Khổ quá. Nhanh lên, đội bên kia lâu quá, đội này ta xong hết trơn rồi nè. Từ từ. Rồi. Xong chưa? Rồi. Bạn chọn đi, bạn chọn ai? Thôi nghỉ chơi anh nó đi. Ai? Chọn chưa? Mình sẽ vẫn chọn luôn mình. Hả? Trời ơi. Tới đây, ráp lại coi. Ai biểu đẹp trai cho người ta chọn? Khổ quá hà. Rồi, đây, ráp lại. Ủa gì không liên quan hết trơn vậy? Nếu hôm nay tôi bị khùng thì đi quậy đi. Không, có liên quan, có liên quan. Hợp không hả? Hợp không? Hả? Ủa, nếu mà hôm nay bạn này bị khùng là hai bạn này đi quậy chung với nhau phải không? Đúng rồi. Rồi, hợp. Có bạn đồng hành để quậy. Rồi, đi vô, bước lên bước. Rồi, lên đây. Cặp thứ hai, bạn chọn ai? Chọn ai? Số 4. Mời cùng. Các Mỹ Nam xin mời bạn. Rồi. Nếu cúp điện thì ăn hành. Nếu cúp điện thì ăn hành. Hợp không hả? Hợp. Thấy chưa, mình nói rất là ngẫu nhiên mà lại thành những câu rất hay. Rồi cảm ơn bạn. Rồi. Bây giờ bạn chọn ai? Đây. Số 2. Đừng nói nếu cúp điện thì bạn lột đồ nha. Rồi. Đây số 2. Vô. Coi có ăn nhập gì không? Ôi câu này hay nè. Bạn nói đi là nếu tôi yêu thì bạn bị điên. Hay, nếu đúng. Tôi yêu thì bạn bị điên. Đúng rồi, hai người nam sao yêu nhau được, kỳ lắm. Trời ơi. Rồi, mời các bạn. Cặp đôi này hay nè. Đứng đừng cặp nha. Ai? Bạn ngoài cùng. Ngoài cùng, coi hợp không? Ừ, nếu hôm nay tôi bị điên, bạn này nói, thì em là người yêu của anh. Bạn hãy chứng minh điều đó đi. Sân khấu này của ai bạn? Bạn này phải chứng minh điên thì mới là người yêu được. Qua đi. Trời ơi. Dạ, cái này má cũng không cho thấy luôn. Rồi, bây giờ định mệnh đưa hai bạn này tới với nhau. Mời hai bạn. Không có sự lựa chọn. Sao giống như là đọc thư thay lời muốn nói ghê vậy đó. Nếu anh bị gay và sida thì em đi. Cũng liên quan. Xua đuổi mà. Nếu anh này mà bị gay á, thì anh này em biểu là thì em đi. Đó. Rồi bây giờ các bạn bình chọn là cái câu nào mà ráp lại nó ý nghĩa nhiều nhất. Rồi. Câu nào ạ? Số mấy? Bây giờ thử nha. Bây giờ đạt đại đi. Số 1, số 2, số 3, số 4, số 5. Các bạn đọc lại câu của bạn cho người ta nhớ nè. 1, 2, 3. Nếu hôm nay tôi bị điên thì em là người yêu của anh. Câu này thiệt bó tay câu này luôn. Rồi câu thứ hai. Nếu anh bị gay và sida thì em đi. Ghê hả? Đọc tâm trạng ghê vậy đó. Nếu cúp điện thì bị ăn hành. Nếu hôm nay tôi bị khùng thì đi quậy đi. À, nếu hôm nay bị khùng thì đi quậy đi. Bên đây. Nói. Nếu tôi yêu thì bạn bị điên. À, nếu tôi yêu thì bạn bị điên. Bây giờ các bạn mình chọn câu nào là hay nhất, là 1, 2, 3 hay là 4, hay 5? Ai? Bình chọn số 1. Số 2. Số 3. Số 4. Số 5. Ai bình chọn số 3? Oh. Và đội số 3 là đội chiến thắng. Xin chúc mừng đội số 3. Xin mời hai phần quà từ chương trình ạ. Rồi, cảm ơn các bạn nha. Rồi, đội số 3 sẽ ở lại để được nhận phần quà. Một lần nữa xin được cảm ơn hai bạn. Rồi, bây giờ trước khi đến với hoạt động tiếp theo thì mình xin được mời một bạn có tên là Võ Quỳnh Đức. Bạn Võ Quỳnh Đức, nhân vật đặc biệt của chương trình. Bạn Võ Quỳnh Đức có mặt ở đây không ạ? Bạn Võ Quỳnh Đức. Sinh năm 1997. Bạn sinh ra và lớn lên ở Tiền Giang. Quê quán Tiền Giang.
và độc thân duy tánh. Bạn Võ Quỳnh Đức có mặt ở đây không ạ? Có không, có không? Có không? Có không ạ? Bạn Võ Quỳnh Đức lần thứ nhất. Bạn Võ Quỳnh Đức lần thứ hai. Quà đặc biệt cho bạn mà bạn không nhận là xem như mình bỏ phần quà này nha. Đâu ạ? Có không ạ? Rồi bạn chạy đến đây với tôi, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Chạy đến đây, lên đây. Đâu rồi? Rồi bạn sẽ nhận được một phần quà đặc biệt từ Đại hội Lão Hành. Xin mời bạn. Còn lý do tại sao bạn này được thì mình sẽ nói sau. Xin mời bạn lên đây. Đó, bạn nào, có cô gái nào mà chưa có người yêu thì chúng ta chú ý đến bạn Võ Quỳnh Đức, sinh năm 1997, quê tại Tiền Giang, độc thân duy tánh. Rồi. Đây. Rồi, xin mời bạn. Bạn biết sao mà bạn được nhận quà của chương trình không? Bạn làm gì? Rớt xe học sinh. Đúng rồi, rớt cái học sinh nào ông ngoại. Hôm nay bạn là người nổi bật nhất ở đây. Xin lỗi bạn nha, đùa cho vui thôi. Các bạn, chúng ta lưu ý là giữ kỹ tư trang của mình nha, đừng để đánh mất. Mất công được sướng tên bất đắc dĩ ở trong chương trình này thì khổ lắm. Bây giờ chúng ta tham gia một trò chơi nữa, mà trò chơi này chắc chắn là cần trẻ em. Không, cần người lớn hơn 18 tuổi. Bạn nào có chứng minh nhân dân thì mới được lên đây. Nói chung là bạn nào không sợ bị quê, không sợ bị nhụt thì cứ lên sân khấu nha. Nói chung là các bạn bôi kem chống nhục vào để lên sân khấu. Chúng tôi ta cần bị hành. 5 bạn nữ trước đi. 5 bạn nữ. Xin rồi, bạn nữ đầu tiên. Rồi, 5 bạn nữ nào đủ 18 tuổi, có giấy chứng minh nhân dân, không sợ bị nhục thì chúng ta sẽ lên sân khấu. Rồi, bạn nữ áo đỏ đi ạ. Xin mời 5 bạn nữ, bạn nào chơi cứ lên sân khấu đi ạ, tại vì nữ ở đây rất là ít. Mời bạn lên sân khấu đi ạ. Rồi. Mới có 2 bạn nữ thôi ạ, còn bạn nữ nào các bạn cứ lên đi ạ. Wow. Hôm nay nhiều nữ đẹp hôm quá. Hôm nay toàn là mỹ nữ không? Đi Đại hội Lão Hành gặp toàn là gái xinh. Rồi, bạn nữ nào nữa không ạ? Còn bạn nữ nào nữa không? Rồi, bạn kia là nữ hả? Trời ơi, nam mà vô đây khí thế vậy nè. Lên luôn đi, bạn nữ nào nữa lên luôn đi. Bạn lên, lên, lên. Rồi, nếu mà không còn bạn nữ nào nữa thì bây giờ bạn nam chơi cũng được luôn. À, bạn nam rất là xa áo trắng hả? À. Bạn đã giơ tay nãy giờ, đúng rồi, xin mời bạn. Rồi. Bạn này với tôi. Trên sân khấu có 2 bạn nữ rồi nhá. Trên sân khấu 2 bạn nữ. Rồi. À, hồi nãy giờ bạn nào chơi rồi mình bỏ tay xuống đi, xin mời bạn. Rồi, bạn nào mà chơi rồi mình bỏ tay xuống nha. Vừa cơ hội cho bạn khác, xin mời bạn. Bạn nam, bạn luôn. Rồi. À, tiếp theo. Bao nhiêu người rồi ạ? Rồi. Từ điểm ba, bốn, năm, sáu bạn. Sáu bạn rồi. Sáu bạn rồi. Bạn nam. Ui, lên luôn hả? 2, 4, 6, 8, 10. Rồi, bên đây nữa đi. Bạn đang nhảy với tôi ạ, à. Xin mời bạn. Thôi mời bạn lên đi. 10 rồi. Rồi, bên này đủ rồi. À gì hả, rồi 2, 4, bao nhiêu rồi ạ? 2, bạn, 4, bạn, 6, bạn, 8, bạn, 10, bạn, 11, bạn, 11 bạn nữa thôi ạ. Ôi, đừng có dậy lên, đừng có dậy lên nhiều rồi, quá rồi. Rồi, con dậy lên, con rồi, mời dậy bạn lên. Thôi, một bạn thôi rồi. Cảm ơn các bạn nha. Ô, có bạn nữ kia kìa, uổng quá. Thì không sao đâu. Bây giờ hai bạn nữ chắc chắn mới chọn bạn nam rồi đúng trời, không? Đây là dàn mỹ nam xinh đẹp, xin mời các bạn lựa chọn. À, bạn này đẹp trai nè, trời ơi, có sẵn luôn. Bây giờ bạn chọn ai nè, bạn chọn đi. Chọn ai? Rồi, hai bạn qua đây. À, mắt kiến giống tôi đi. Còn các bạn nam còn lại, tự bắt cặp một đội hai người. Rồi, bạn nào? Hai bạn này qua đây. Rồi, hai bạn này qua đây. Rồi, hai bạn này qua đây luôn. Rồi. Cái này gọi là ý trời. Đó. Trò chơi của chúng ta liên quan đến những cái nắp chai. Xin mời mỗi đội là 2 nắp chai. Trò chơi được mang một cái tên rất là mỹ miều, ngọc trong đá. Bạn cầm nắp chai đi ạ. Mỗi đội 3 nắp chai nha. Rồi. 3 nắp chai. 3 nắp chai đủ không ạ? Rồi, đây. Còn 2 đội nữa Hoàng Vũ ơi. Rồi, đủ chưa? Đây. Rồi. Và đây. Nói chung là cái trò chơi này nó cũng không có gì là khó khăn hết trơn á.
trong đội sẽ có một bạn đóng vai một bạn nữ, một bạn đóng vai một bạn nam. Với những đội đã xác định rồi, rất là dễ dàng. Còn những đội khác, các bạn xác định đi, trong đội của bạn ai nữ, ai nam? Ai là nữ à? Đội này ai nữ? Đây là nữ. Bên đội này, bạn nữ. Nữ. Bạn là nữ. Hai bên này. Bên này, rồi, bạn là nữ phải không? Đây. Rồi, bạn nữ ngồi xuống. Trời ơi. Trời ơi, bạn ngồi sẽ là gì nè? Nói chung là nhiệm vụ cũng đơn giản lắm. Luật chơi như sau, các bạn phải cầm từng cái nắp chai, bỏ vào ống quần bạn nam, mò làm sao nó lên được tới khỏi cái lưng quần lấy ra. Đơn giản quá mà. Rồi, cái sự dụ là bạn này quần ngắn quá, chơi hổng có được. Nên là chắc là mình nhường lại cho một bạn nào quần dài nha. Còn không thì bạn qua đây mình đổi cặp đi. Mình đổi cặp đi, mình đổi cặp. Rồi, bạn qua đây. Bạn qua đây nha, rồi xin mời bạn. Bạn qua đây nè. Rồi. Rồi. Đổi đó, đúng rồi đó. Nhớ nha, các bạn phải lấy lần lượt từng cái ra, bỏ vào ống quần, mò mẫm nó lên cho bạn được và lấy ra khỏi cái thắt lưng. Được không ạ? Rồi, các bạn sẽ làm từng cái một và đội nào xong 3 cái thì sẽ chiến thắng. Sao bạn? Xỏ vô hả? Đúng rồi, người ta xỏ vô ống quần của bạn, người ta mò rồi. Lên tên ơi. Chuẩn bị chưa, chuẩn bị chưa? Nắp chai đầu tiên các bạn để vào không. Quần của bạn đó đi. Chỉ có bạn nào đóng vai nữ mới được đụng vào nắp chai. Còn các bạn nam đề nghị các bạn thẳng hai tay lên. Thẳng hai tay lên. Không hỗ trợ nha, chuẩn bị. Rồi, không hỗ trợ. Rồi, các bạn làm sao làm tay lên. 1, 2, 3, bắt đầu. Rồi, bắt đầu. Lên đi ạ, lên đi ạ. Rồi. Lên. Lên đi ạ. Sắp ra chưa, sắp ra chưa? Còn lên được nửa đường rồi. Trời ơi, chị này chỉ làm không ảnh ra luôn đi nha. Trời ơi, lẹ lên, lẹ lên. À, rồi, trời ơi, trời ơi, chị nhỏ cái tay đi vô. Trời ơi, trời ơi, gần tới nơi rồi chị. Trời ơi, bạn ơi, coi chừng. Gần tới nơi rồi. Trời ơi. Rồi, lẹ lên à, lẹ lên. Dạ. Bên kia sắp ra chưa ạ? Kêu á, là người ta mò mẫm lên thôi bà chị, bà đút nguyên cái tay bà lên. Trời ơi, bạn mò gì mà lâu như vậy? Em nói rồi, trước nha, đụng cái gì là em không có chịu trách nhiệm nha. Còn cái cuối cùng, sắp ra rồi, cố lên bạn. Gần ra rồi, gần ra rồi. Bạn cố lên. Ra chưa? À, ra rồi, ra chưa hả? Một cái à, là ba cái lận. Trời ơi, bạn cởi dây nịt trên sân khấu. Lấy ra, lấy ra. Trời ơi, gì mà hai ba lớp vậy trời. Cố lên bạn, lên đi, lên đi. Lên là lên là lên. Rồi. Rồi, cái thứ hai, cái thứ hai. Cố lên, cố lên. Hết rồi hả? Rồi, xong. Lên đi ạ, à, được nửa đường rồi bạn ơi. Ráng đi ạ. À. Hỗ trợ luôn vậy luôn á hả? Rồi, cố lên, cố lên. Rồi. Sắp ra rồi, sắp ra lên rồi. Lên, lên, lên. Lẹ lên bạn, lẹ lên, lẹ lên. Sao, sao, cảm giác sao? Thấy cũng bình thường à. Ờ, có đã không? Không, tụi nhau giống nhau mà. Rồi. Cố lên, cố lên, cố lên, mỏi ra rồi, ba, xong. Bên đây. Bên này đi từ từ, chiến thuật chậm. Hai đội cuối cùng, rồi, xong. Rồi, có lên. Đội bên đây. Ra chưa? Chưa, chưa ra, chưa ra. Đủ, xong. Ra chưa anh? Lâu quá. Ra chưa anh? Lâu quá vậy. Anh này lâu ra quá. Ra chưa anh? Ra lẹ đi anh. Ra chưa anh? Anh chưa ra nữa trời ơi. À. Trời, cái gì mà đi lộn đường vậy? Cái đó là cái túi mà. Trời ơi, anh đi đường nào mà lên tới cái túi luôn vậy? Anh bị kẹt rồi, anh bị kẹt ở đây nè. Lên chưa? Lên đi anh. Lên anh, ra anh. Cố lên, cố lên anh. Rồi bây giờ anh tự ra luôn, phải cần hỗ trợ. Xong chưa? Xong chưa? Xong chưa? Xong chưa? Yeah, yeah. Yeah. Lên cho lên. Trời ơi. Trời, không dám nhìn. Có những cái không nên nhìn. Không dám nhìn vào nơi ấy. Tao đút vô một đường mà nó ra cái quần khác rồi sao ta? Nhiều khi không hiểu luôn á. Chắc là đi lộn đường đó. Rồi chết rồi, trời ơi. Oh, hay quá, vỗ tay cho ảnh đi. Thực sự cố gắng hết mình. Và đội chiến thắng là đội đầu tiên, đội đầu tiên cả. Đội bên này mới là đội chiến thắng hả? Ủa, đội nào chiến thắng? Không, đội
Đội bên kia xong trước rồi. Bên bên này trước. Giờ khán giả là người biết rõ đúng không ạ? Hay là mình cho thi tiếp đi vòng 2. Thôi, bây giờ các bạn, tại vì lúc này các bạn khán giả đã nhìn thấy rồi. Đội đầu tiên và đội cuối cùng, đội nào thắng hả? Thật ra là đội đầu tiên lúc này thắng rồi, lúc này Hoàng Vũ đã la lên là thắng rồi. À, bình chọn lại đi, ai chọn đầu tiên? Đó, ai chọn cuối cùng? Ít hơn đúng không? Và thật ra thì đội đầu tiên là đội chiến thắng, xin gửi tặng các bạn phần quà. Ủa, ai cũng có quà hết hả? Ai cũng có quà hết. Yeah, hay quá. Mình sẽ rinh quà về. Rồi. Rồi, xin dành những phần quà cho các bạn ạ. Và mời các bạn BG xinh đẹp để phát những phần quà này luôn nhé. Rồi. Rồi, mỗi bạn đều nhận được áo của chương trình hết. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã tham gia vào trò chơi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Rồi, như vậy là chúng ta đã bị hành ở trên sân khấu rồi. Bây giờ đến là phần các bạn sẽ được sướng bằng cách là chúng ta sẽ đến với phần bốc thăm may mắn. Lấy lá thăm ra đi ạ. Rồi, giữ lá thăm của mình, nhớ rõ số để khi mà mai hô số thì các bạn sẽ nhanh chân lên sân khấu nha. Và xin được mời thùng phiếu từ phía ban tổ chức lên sân khấu ạ. Và giải thưởng của chúng ta sẽ là một củ hành bông và túi trang phục động phương. Và giải thưởng này chúng ta sẽ bốc thăm 3 lần. Và xin được mời thùng phiếu từ ban tổ chức. Giữ kỹ lá thăm nha. Chúng ta sẽ bốc thăm để tìm ra chủ nhân của những giải thưởng rất là hấp dẫn. Và các bạn thân mến, một thông tin không vui lắm chúng tôi cũng phải thông báo với các bạn, đó là ngày hôm nay á, chúng ta gặp trời mưa nên là đường truyền gặp một chút sự cố. Chúng ta không thể nào mà thi đấu trực tiếp trong chương trình ngày hôm nay được. Khá là buồn đúng không? Nhưng mà vào lúc 7 giờ tối nay, hai đội sẽ thi đấu với nhau và được truyền hình trực tiếp trên Củ Hành TV. Và nhớ nhá, tại vì biết sao không, đường truyền ngày hôm nay á, mưa lớn quá nên là bị ảnh hưởng theo. Chúng tôi không thể tổ chức giải đấu trong chương trình ngày, trận đấu ngay trong chương trình ngày hôm nay được. Nên là hai đội sẽ quay trở về phòng máy và thi đấu với nhau, được truyền hình trực tiếp vào lúc 7 giờ tối nay trên Củ Hành TV. Các bạn chúng ta theo dõi trên Củ Hành TV nhé. Vâng, Thanh Mai, Hoàng Vũ cũng như là ban điều hành ghi nhận sự cổ vũ của tất cả các bạn ngày hôm nay dành cho hai đội Delight và Nion. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần bốc thăm may mắn nha. Bây giờ các bạn khoan hãy về đã, bởi vì chúng ta còn giải thưởng lớn mà 15 triệu lần. Đôi khi mình bước qua khỏi cánh cổng một lát, cái tự nhiên sướng hô cái số mình lên mình không được là mình tiếc lắm đúng không ạ? Bây giờ xin mời thùng phiếu thì chương trình ạ. Và chúng ta sẽ cùng tiến hành bốc thăm cho giải đầu tiên, đó là giải củ hành bông và túi trang phục động quân. Và ở giải thưởng này chúng ta sẽ có bốc thăm 3 lần. Rồi, tại vì lúc nãy các bạn dự đoán cho hai đội đúng không? Nhưng mà chúng ta không tổ chức thi đấu được. Nên là bây giờ chúng tôi sẽ trộn cả hai thùng phiếu này vào trong thùng thăm VIP. Và các bạn ở bên dưới, chúng ta sẽ chờ trong giây lát để chúng tôi sẽ tạo sự công bằng cho tất cả những bạn cổ vũ cho cả hai đội để mà chúng ta sẽ có những phòng thăm này nhé. Rồi, các bạn chờ trong giây lát nha. Vẫn còn rất nhiều giải thưởng bốc thăm mà chúng tôi sẽ dành cho các bạn. Và nên nhớ là vẫn còn dàn máy vi tính trị giá 15 triệu đồng ngày hôm nay. Bây giờ chắc mời một người bạn sẽ lên sân khấu cho bốc thăm nha. Bốc thăm rồi, bạn nào cũng các bạn ơi, trước khi bốc thăm thì tôi sẽ thông báo một thông tin là
Trận thi đấu sẽ được truyền hình trực tiếp vào lúc 5 giờ chiều, chứ không phải là 7 giờ nữa nha. 5 giờ chiều trên nào ạ? Cửu Hành TV. Rồi, cảm ơn các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành bốc thăm. Rồi, mời bạn luôn ạ. Hai bạn, rồi bạn này trước đi ạ. Rồi. Lúc nãy là bạn bốc thăm bằng kia rồi đúng không? Bây giờ mình bốc tiếp đi. Bây giờ chúng ta đến với ba giải, mỗi giải là củ hành bông và túi trang phục động quân không khóa. Mày bóc ba cái luôn nhé. Thêm hai lá thăm nữa ạ. Mình sóc đều lên nè, sóc đều lên. Và xin mời bạn hỗ trợ chúng tôi đọc lá thăm này. 0758 0758 0758. Chúng ta khoan hãy ra về, bởi vì nếu mà ra về mà không nhận được quà thì tiếc lắm. 0758 có mặt không ạ? 0758 lần thứ nhất. Phía bên này có không ạ? 0758 lần thứ hai. Rồi, 0758 có rồi. Rồi, lên sân khấu nào. Rồi, sẽ kiểm tra nha. Rồi, cái nào 0758 đâu. Rồi, cầm cái này. Rồi, xin mời bạn. 2019 2019 2019 2019 có mặt không ạ? À? Rồi, có rồi. 2019. Rồi, xin mời bạn. 1834 1834 1834. Rồi, cẩn thận nha bạn, cẩn thận. Rồi. 1834 có mặt không ạ? À? 1834 lần thứ nhất. 1834 lần thứ hai. Và 1834 lần thứ ba. Chúng ta hủy lá thăm này. Rồi, chúng ta sẽ tiến hành bốc lá thăm tiếp theo cho giải thưởng, đó là một củ hành bông và túi trang phục động quân. Rồi, mời bạn ạ. 0010 0010 chẳng số 10. 0010 rồi, mời bạn. Số đẹp ha. 0010 0010. Rồi, mời bạn, chúng ta sẽ kiểm tra lá thăm. Rồi, chúc mừng bạn. Rồi, vậy là ba bạn, mỗi bạn sẽ nhận được một củ hành bông cùng với túi trang phục động quân. Bây giờ chúng ta đến với giải tiếp theo, ba giải tiếp theo, mỗi giải là một củ hành bông và hỗn nguyên trảm phách song nhẫn, vĩnh viễn không khóa. À, chắc là mời bạn này bốc thăm luôn ạ. Dạ, rồi bây giờ bạn đừng nhìn vào, bạn xoáy đều lên, xoáy đều rồi, lên, rất là đều. Nhiều thăm ở trong đó. Mỗi giải là một củ hành bông cùng với hỗn nguyên trảm phách song nhẫn, vĩnh viễn không khóa. Ai sẽ là chủ nhân của giải thưởng này đây? Chỉ có ba chủ nhân mà một thôi. Năm... 1507 1507 có chưa? Rồi, rồi có bạn. Người vui mừng rồi. Rồi, tiếp theo lá thăm thứ hai, sóc đều lên. 2951 2951 2951 có mặt hay không ạ? 2951 lần thứ nhất. 2951 lần thứ hai. Lần thứ hai. 2951 lần thứ ba. Chúng ta hủy lá thăm này. Rồi, tiếp theo ạ. Xin mời bạn. 1096 1096 1096 có không ạ? À? Rồi, chúc mừng bạn. Rồi, trời ơi, vui mừng ghê chưa. 1096. Rồi, cẩn thận nha bạn. Rồi, rồi, chúng ta đến với
giải cuối cùng. Mời bạn đã thăm cuối cùng ở giải với mỗi giải là một củ hành bông và hỗn nguyên chạm phách xông nhận bệnh viện không khóa. Rất gần, rất nhanh. 0221 hợp lệ. Và xin được mời đại diện của Ba Quy sẽ lên trao tặng những củ hành bông cho các bạn đã nhận được giải thưởng này. Một lần nữa xin được mời đại diện ban điều hành Ba Quy củ hành sẽ lên trao tặng giải thưởng cho các bạn. Đã nhận về những giải thưởng của Ba Quy Củ Hành. Xin được cảm ơn đại diện của Ba Quy Củ Hành và xin mời các bạn chúng ta sẽ di chuyển về phía bên tay trái của sân khấu để có thể nhận về phần quà in game của mình. Xin mời các bạn. Rồi, bây giờ là chắc chắn là chúng ta sẽ đến với phần bốc thăm tiếp theo luôn ạ. Và chắc mời bạn áo đen này đi. Khi nãy là bạn giơ tay rất là nhiều muốn được lên đây bốc thăm. Chúng ta còn giải nhất và giải đặc biệt. Giải đặc biệt là một dàn máy vi tính trị giá 15 triệu đồng. Giải nhất là một củ hành bông với phần quà in game là Chí Tôn Mate vĩnh viễn không khóa. Rồi và chúng ta sẽ tiến hành bốc thăm giải nhất trước nhé. Đó là một củ hành bông và phần thưởng in game Chí Tôn Mate. Rồi bây giờ xin mời bạn. Chúng ta chỉ có một giải nhất mà thôi. Rồi xin mời ạ. Xin mời bạn. 2374 2374 2374 ạ. Có hay không? 2374 có hay không? Có hay không? 2374 lần thứ nhất. 2374 lần thứ hai. 2374 lần thứ ba. Chúng ta hủy lá thăm này. Trời ơi, hủy thăm mà mấy bạn mừng ghê vậy đó. Xin mời bạn tiếp theo ạ. Một lá thăm. 0044 0044 có không? Có rất nhiều đúng rồi. Mình đã có rồi. 0044 vâng, để nhận được giải nhất là bạn phải vượt đèo lội suối rất là khó khăn. Cố lên bạn vì giải nhất. Rồi bây giờ trong khi chờ giải nhất xuống nhận giải, chúng ta sẽ đến với giải đặc biệt. Một dàn máy vi tính trị giá 15 triệu đồng. Rồi, lá thăm đầu được cao lên đi ạ. 15 triệu. Ai muốn 15 triệu giơ tay lên nè. Tôi muốn nè. Đó. Bây giờ xoáy đều lên. Cho bạn xoáy 30 giây. Xoáy lên 30 giây. Xoáy lên 30 giây. Xoáy lên 30 giây. Vâng, chúng ta đang chờ đợi giải nhất trị giá 15 triệu đồng. Bây giờ từ từ chúng ta kiểm tra giải nhất nhé. Bạn bông thăm đi. Ngày hôm nay ai cũng tập trung vô bạn hết đó. Rồi. Rồi. Ai sẽ là chủ nhân của dàn máy vi tính trị giá 15 triệu đồng? Mình hô số đầu tiên. Không. Không. Số đầu tiên là số 0. Ai số 0 ạ? Trời ơi bạn đừng có vội đi về. Biết đâu người ta không có làm sao. Số cuối cùng là số 0. Không. Đầu tiên số 0, cuối cùng số 0. Hai số giữa đó chính là 33. Và số hoàn chỉnh là 0330. 0330. Có hay không?
có hay không? Có hay không? Có hay không? Có hay không? Có hả? Hình như là không có. Quay lại đi mấy bạn, còn cơ hội. Rồi. Có hả? Có hả? Rồi. 0330. 0330. Và với lá thăm này tôi xin được mời ban tổ chức sẽ kiểm tra lá thăm ạ. Không ba ba không, lá thăm hợp lệ. Xin chúc mừng bạn và xin được mời đại diện của game Ba Quy Củ Hành sẽ lên trao tặng phần thưởng giải nhất và giải đặc biệt cho hai tướng quân của chúng ta. Xin được mời anh Nguyễn Anh Tuấn, đại diện nhà phát hành game Ba Quy Củ Hành sẽ lên sân khấu để trao giải thưởng cho hai chủ nhân của chúng ta. Xin được mời đại diện của game Ba Quy Củ Hành sẽ lên sân khấu trao tặng giải nhất và giải đặc biệt cho hai tướng quân của chúng ta. Và các bạn thân mến, với hai giải thưởng hấp dẫn vừa rồi cũng đã khép lại đại hội lẩu hành ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả các tướng quân đã đến tham gia chương trình ngày hôm nay nhé. Vâng, và một lần nữa xin được cảm ơn và ghi nhận những tình cảm của tất cả các tướng quân dành cho game Ba Quy Củ Hành. Và một lần nữa xin được chân thành cảm ơn. Và chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau với những đại hội lẩu hành tiếp theo. Các bạn không quên vào lúc 5 giờ chiều nay, chúng ta sẽ truy cập vào Củ Hành TV để xem trận thi đấu nảy lửa giữa hai đội D-Live và Nine O's. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại các bạn.